chương 1960, ngộ hạ, giống như ngộ đạo dưới luân hồi thụ, tuy một ngày tương đương trăm năm nhưng thần hồn quả thật vượt qua trăm năm. Tiểu biệt thắng tân hôn, hai người hôn nhau nồng nhiệt, người hương vị quen thuộc trên người đối phương. Không được rời khỏi ta lâu như thế, nữ hoàng ngẩng đầu lên, dùng ngữ khi bá đạo nói ra. Lăng Hàn nghiêm túc nói, yên tâm, cho dù cách thiên sơn vạn thủy, cách mấy kỷ nguyên, ta cũng sẽ tìm được ngươi. Nữ hoàng lúc này mới cười tự nhiên, xinh đẹp không gì sánh được. Hai người dắt tay mà đi, nhắc tới cũng trùng hợp, nữ hoàng cũng không phải tìm ra đường rời đi, mà là vừa rồi qua nơi này mới có thể gặp được Lăng Hàn, chỉ có thể nói tâm linh hữu tê. Năng lực lĩnh ngộ của nàng không kém gì Lăng Hàn, cũng không có luân hồi thụ trợ giúp, làm sao so được với Lăng Hàn. Hai người đi không bao lâu, chỉ thấy phía trước xuất hiện một nữ tử xinh đẹp động lòng người. Dáng người của nàng tiếp cận hoàn mỹ, so với nữ hoàng lại là hai loại hình. Nữ hoàng khí phách cao quý cho dù chỉ bóng lưng cũng làm người ta ngưỡng mộ hận không thể quỳ trên mặt đất thẻ lưỡi ra liếm ngón chân của nàng nữ tử này lại khác nàng cho người ta cảm giác vô cùng xinh đẹp đi một bước cặp mông đầy đặn của nàng chập trần nhẹ nhàng rõ ràng biên độ không lớn nhưng bởi vì vòng eo nàng nhỏ nhắn cho nên nhìn biên độ hơi lớn trai uốn éo phải lắc lư phải vóc bị cặp mông đầy đặn căng cứng hình dạng nửa bờ mông đầy đặn hiện ra xinh đẹp tới mức làm người ta bốc lên hư hỏa vư vật như thế nam nhân nhìn thấy sẽ liên tưởng tới giường, không tiếc bất cứ giá nào thậm chí nghĩ cách thượng đại yêu tinh này một lần. Không cần nhìn thấy mặt, Lăng Hàn cũng dao động thật nhỏ, hắn cảm khái vì đúng dịp. Nhu yêu nữ, phu quân, lên, đôi mắt nữ hoàng sáng ngời, nàng đã sớm hạ quyết tâm, có thể phao sẽ phao, không thể phao thì cường bắt, cho dù thế nào cũng không đê rủ chuyển mị thể rơi vào tay người khác. Về phần nhu yêu nữ có nguyện ý hay không, nghĩ như thế nào, nữ hoàng không đặt trong lòng tất cả người trên thế gian đều là con sâu cái kiến nữ hoàng cao thượng như nàng sẽ quan tâm sao tiểu tử lên tiểu tháp lại tham gia náo nhiệt coi trọng mỗi người, muốn lên các ngươi lên lang hàn kiên quyết không theo tuy mỹ nữ nhìn đẹp mắt nhưng cưới về bên người cũng không phải càng nhiều càng tốt hắn cảm thấy mình không phải loại người vừa gặp đã yêu trọng nợ tình nhiều dễ chịu lắm sao nhu yêu nữ cũng cảm ứng được bọn họ dùng thần thức linh mẫn cũng có thể thay thế con mắt trong mắt của nàng lộ ra thần thái kiêng kỵ Lăng Hàn và Nữ Hoàng đều quá cường đại, nơi này chỉ có thể dựa vào bản thân mình, vạn nhất bọn họ muốn ra tay với nàng, nàng lâm vào cảnh phi thường bất lợi. Thì ra là hai vị, nhu yêu nữ cười nói tự nhiên, cho dù chiến đấu với người cũng phải tươi cười tự nhiên, nghị công của tố nữ môn, cho dù chết cũng phải cười. Gọi tỷ tỷ, nữ hoàng không vui lên tiếng, nhu yêu nữ lúng túng, nụ cười xấu hổ, nói. Vị muội muội này thật là, ánh mắt nàng nhìn sang nữ hoàng, cái miệng anh đào nhỏ nhắn há to ra, phối hợp với dung mạo tinh xảo và khí chất mê người sẽ làm nam nhân không tự kiềm chế được muốn nhét thứ gì đó lắp đầy miệng của nàng tại sao trên đời này có nữ nhân xinh đẹp như thế mỹ nữ đều tự phụ nhất là vư vật việt sắc như nhu yêu nữ nàng tự tin mình đẹp thiên hạ vô song muốn nàng thừa nhận dung mạo không bằng một nữ nhân khác quả là chuyện đầm rồng hang hổ vào lúc nhìn thấy nữ hoàng nhu yêu nữ không có chút tự tin nào không thể không thừa nhận đối phương còn đẹp hơn mình nhiều không phải đẹp hơn một ít mà là nghiền áp, làm cho nàng không tìm thấy kiếm cơ, ví dụ như ngực không bằng mình, bờ mông không vỉnh bằng mình, eo không mảnh bằng mình. Nữ hoàng đều hoàn mỹ, hơn nữa khí chất của nàng quá cường đại, cao quý như thần nữ, làm cho không người nào dám khinh nhường nàng. Tỷ, tỷ, nhu yêu nữ không tự chủ kêu lên, nhưng vừa nói một tiếng tỷ tỷ ra khỏi miệng, nàng vội vàng câm miệng sau đó không nói tiếp. Nữ hoàng gật đầu, nói, đã gọi ta là tỷ tỷ, về sau ngươi là người lăng gia. Uy uy uy, người đang tự biên tự diễn sao nhu yêu nữ vội vàng khoát tay nói vị cô nương này gọi tỉ tỉ nữ hoàng cải chính nhu yêu nữ im lặng cho dù người đẹp như thiên tiên cũng không thể dã man không nói lý như vậy chứ lăng hàn cười ha ha nói bỏ qua đi nhu yêu nữ vốn hết sức kiêng kỵ hai người hiện tại tức đã bị tuyệt sắc của nữ hoàng trấn nhiếp tự nhiên không muốn đồng hành với hai người nghe vậy liền nhường đường lăng hàn kéo nữ hoàng đi nữ hoàng phàn nàn phu quân nàng chính là cửu truyền mị thể, không thể tiện nghi những người khác. Cho dù nàng nói nhỏ nhưng lúc nói ra lời này cũng không nhỏ, đủ để nhu yêu nữ nghe rõ ràng. Suýt nữa nhu yêu nữ lảo đảo ngả xuống đất, gương mặt run rẩy, hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải. Lăng Hàn đành phải cười gượng nhìn nàng sau đó kéo nữ hoàng đi. Lưu manh, nhu yêu nữ mắng, liên quan gì tới ta? Lăng Hàn chỉ cảm thấy oan, hắn không có suy nghĩ này, tại sao lại nói ta lưu manh? yêu nữ người có tin ta quất mông người không? Trong lòng có ý niệm này, hắn hít sâu một hơi, trong bất chi bất giác đã bị mị lực của yêu nữ ảnh hưởng. Mị lực của yêu nữ đúng là không bằng nữ hoàng, nhưng lại thay đổi một cách vô tri vô giác, mỗi lần gặp nàng đều có sức để kháng yếu đi. Yêu tinh, đúng là đại yêu tinh, Lăng Hàn vốn còn muốn nói tên của mình, nhưng bây giờ không có hứng thú nói, kéo nữ hoàng chạy đi. Nhìn bọn họ đi xa, nội tâm nhu yêu nữ hơi động một chút, nàng đã đi ở đây ba ngày rồi, vẫn không có biện pháp rời đi. Tuy tiên nhân có thọ nguyên vô tận nhưng không thể lãng phí không công. Còn nữa, tiềm long bí cảnh chỉ mở ra mù ít năm, đến lúc đó ngọn núi lửa sẽ bình tĩnh, từ đó khôi phục sát khí ngập trời. Trực giác của nàng cho rằng hai người lăng hàn tìm được đường ra, tuy nàng cảm thấy phán đoán như vậy có chút lỗ mảng, bản thân mình không tìm được đường ra, tại sao lại không theo người khác. Có suy nghĩ như vậy, nàng đi theo sau lưng hai người lăng hàn, khoảng cách rất xa nhưng không bị mất dấu. Qua nửa ngày sau, đột nhiên bên cạnh có người đi ra. Ô, nhu tiên tử, người nào kinh hỉ kêu lên, người này là Bắc phú Hùng, chương 1961, nhiều người như vậy. Nhu yêu nữ gật đầu với đối phương, tôn chỉ của tố nữ môn chính là chuyện có thể dùng lời nói giải quyết sẽ không dùng vũ lực, nhưng bước chân của nàng không dừng lại, bởi vì hai người lăng hàn đã đi tới cực hạn thần thức của nàng dò xét. Bác Phú Hùng vội vàng đuổi theo, nhu yêu nữ là vư vật tuyệt sắc, chỉ sợ không có người nào cự tuyệt. Chuyện này đúng là trùng hợp, không lâu lắm, bọn họ lại gặp một người. Lần này là Lâm Phương, nàng cũng thông qua khảo nghiệm, có thể tiến vào nơi đây, sau khi đi tới đi lui không tìm được đường ra, lại đụng những người khác, lúc này Tha Hương mộ cố chi đi theo đám người này. Sau đó bọn họ gặp được Thiên Triệu Điền, còn có Đằng Sâm, quy mô càng lúc càng lớn. Lăng Hàn phát hiện người theo sau càng lúc càng nhiều nhưng cũng không có cố ý đi đường nghiêng, hắn tin tưởng nếu cơ duyên này thuộc về hắn, như vậy ai cũng không cướp được đầu óc của hắn càng ngày càng rõ ràng lại đi một hồi phía trước rộng mở trong sáng trên đường có một gốc đào nơi này có cây đào cũng không kỳ lạ quý hiếm nhưng cây đào này lại khác bởi vì nó là lẻ loi trơ trọi sinh trưởng ở nơi này bốn phía không có cây đào khác mà gốc đào này quá giả thân cây có cái động đủ để cho mọi người đi xuyên qua nơi này là chỗ nào lăng hàn kinh ngạc từ kết quả hắn thôi diễn tới nơi này đã tới hạn là nơi có đại cơ duyên hắn không ngờ chỉ là cây đào nơi này lại khác thường chứng tỏ hắn thôi diễn chính xác nhưng việc này có ý vị thế nào lạc trường phong cầm bản đồ trong tay thứ này không tầm thường phía trên có hai điểm sáng chấp động một cố định không thay đổi vị trí một khác di động điểm không thay đổi là tầm nhìn điểm khác đại biểu vị trí của hắn mấy chục tỷ năm trước giáo chủ đại nhân tiến vào nơi này và phát hiện thiên đạo nguyên thạch vốn định lấy đi về sau phát hiện thiên đạo nguyên thạch dung hợp với đại thế ở nơi này liền buông tha ý định này nếu năm như thế thiên đạo nguyên thạch đã diễn hóa thành thiên đạo ngọc là lúc cướp trở về giáo chủ đại nhân yêu ái ban thưởng bảo vật cho ta lúc này ta phải chiếm thiên đạo ngọc vào tay nhưng lão tổ tông tử vân ra từng tiến vào nơi này hơn nữa cũng kích chiến với giáo chủ tất nhiên cũng biết nơi đây có thiên đạo ngọc bảo vật như thế trên phân hồn không có chỗ tốt gì bởi vậy giáo chủ đại nhân không ra tay hắn chỉ phái ta đi vào đây là khảo nghiệm cho nên ta nhất định phải đạt được thiên đạo ngọc hai mắt lạc trường phong sáng lên thiên đạo ngọc có thể bổ thiên đạo thiếu hụt đền bù những gì không hoàn mỹ trước chảm trần trở thành hoàng giả với ta mà nói thiên đạo ngọc có thể giúp ta có cơ hội tiến vào ngũ trảm ngũ trảm đây là lĩnh vực giáo chủ đại nhân không chạm tới cánh tay lạc trường phong run rẩy ngũ trảm trong thế lực tiên vương cũng là truyền thuyết nhìn vô số thánh tử thánh nữ một đời lại một đời nhưng có ai thành tựu ngũ trảm theo hắn biết là không có đừng nói những thánh tử thánh nữ bình thường cho dù thánh tử thánh nữ về sau trở thành tiên vương cũng không ai thành tựu ngũ trảm đó là lĩnh vực cấm kỵ cho dù là tiên vương cũng nhìn lên có thiên đạo ngọc có thể nghịch thiên cải mệnh hắn là hoàng giả chỉ cần luyện hóa thiên đạo ngọc như vậy hắn có thể trùng kích ngũ trảm mặc dù chỉ gia tăng một tia khả năng có lẽ từ không gia tăng thành một phần vạn nhưng ít ra có thể nhìn thấy một đường hy vọng chuyện lo lắng duy nhất chính là từ hà băng vân nàng chắc chắn cũng nhắm tới thiên đạo ngọc lạc trường phong thì thào hắn vừa nhìn địa đồ vừa tiến lên. Phía trước mở rộng trong sáng, vẻ mặt Lạc Trường Phong vô cùng đặc sắc. Tại sao có nhiều người như thế? Lạc Trường Phong trợn mắt há hốc mồm, hắn cảm thấy nhức cả trứng không nói thành lời. Ván cờ hoa đào phong thiên, vì cái gì có nhiều người như vậy? Hắn là có địa đồ do tiên vương truyền xuống, cũng lần theo ký hiệu tới đây, ngay cả như vậy hắn cũng phí nhiều thời gian, tại sao các người mò mẫm ngủ đường lại có thể tới sớm hơn ta? Còn có thiên lý không? các người châu bò hơn cả tiên vương muốn nói một ít người còn có thể là vận khí trùng hợp hiện tại có tới mười mấy người là trùng hợp sao lạc trường phong há to mồm chỉ cảm thấy đầu óc thiên hôn địa ám suýt nữa hắn ngã xuống đất xoát hoa đào động một bóng người tuyệt mỹ xuất hiện đó là tử hà băng vân biểu lộ của nàng không tốt hơn lạc trường phong chút nào ban đầu là tự tin vững chắc nhưng bây giờ vẻ mặt đặc sắc nàng há hốc mồm nhìn mọi người tình huống như thế nào tình huống như thế nào đám người nhu yêu nữ bắc phú hùng liên tục bàn tán với nhau nơi này tuyệt đối bất thường không còn khoáng địa một cây đào xưa hơn nữa người trong hào quang nói trước nơi này có đại tạo hóa mọi người mở cờ trong bụng cơ duyên ở đâu là cây đào này lạc trường phong chấn định tâm thần khá tốt thiên đạo ngọc chưa bị người ta lấy đi không sợ không sợ hắn bước về phía trước khi phách lộ ra những người khác không tự chủ nhường đường hắn vốn mới vào tam trảm nhưng lúc này đạt được tăng lên đạt tới tam trảm đỉnh phong, tuy còn chưa tiến vào tứ trảm nhưng lại có thiên phú hoàng giả, cho dù gặp vương giả tứ trảm đỉnh phong vẫn có thể tiêu diệt. Ở chỗ này, hắn là vô địch, trừ tử hà băng vân, ai có thể cạnh tranh với hắn. Hai đại tiên vương chỉ phái hai người bọn họ tới nhất định là có dụng ý, không ngoài việc để hai người bọn họ cạnh tranh với nhau, những người khác nha, chỉ là phụ gia. Đến nơi đây, Lăng Hàn cũng có chút buồn bực, bởi vì hắn hoàn toàn không biết cái gọi là cơ duyên nằm ở đâu. Thấy Lạc Trường Phong tới, nội tâm lăng hàn lui sang một bên đối phương là thánh tử của tiên vương đại giáo mà tiềm long bí cảnh là ba tiên vương kịch chiến cướp đoạt tiên kim có lẽ bị tiên vương ủy thác hành động cho nên biết cách lấy cơ duyên nếu mình không hiểu vậy cứ để đối phương làm đi lạc trường phong thấy thế liền cười lạnh hắn chỉ cho rằng lăng hàn cũng sợ hãi khí thế của mình hắn xem ra cũng là thế hệ bình thường chỉ là vương giả làm sao địch nổi hoàng giả hắn là hoàng giả bên kia tử hà băng vân cũng đi tới phía trước tư thế oai hùng động lòng người. Đám người Bắc Phú Hùng, Thiên Triệu Điền không tự chủ nhìn chằm chằm vào bờ mông của nàng, trong đầu bay xuất hiện cảnh tượng diễm ngộ, thật tròn. chương 1962, tiếp cận, tử hà băng vân giận tím mặt, ánh mắt nhìn sang lăng hàn, bàn tay run lên, sát cơ rất mạnh. Nhưng thiên đạo ngọc quá trọng yếu, liên quan đến nàng có thể khai sáng lịch sử hay không, trở thành đế giả ngũ trảm. Cho nên hiện tại bỏ qua lăng hàn sang một bên, dùng cướp đoạt thiên đạo ngọc làm trọng nàng cũng không có nhúng tay, cứ để Lạc Trường Phong đi loay hoay, dù sao bây giờ cách cướp lấy thiên đạo ngọc còn khá sớm. Lạc Trường Phong rất chuyên tâm, hiện tại không ai dám quấy rầy hắn. Không bao lâu lây đào khô phát ra hào quang sáng ngời, một thềm đá hiện ra. Hơn nữa không phải hướng xuống dưới, mà là hướng lên trời. Thối lui vài bước lại không thấy thềm đá gì. Đây là thủ đoạn của tiên vương, nếu những chảm trần cảnh như bọn họ có thể phá giải thì bọn họ có thể tìm đậu hủ đập đầu tìm chết. Lạc Trường Phong tươi cười, đây thật ra là một cấm chế, muốn phá giải nó theo cách bình thường, không có mấy vạn năm công phu thì đừng mơ tưởng, nhưng hắn đạt được tiên vương truyền thụ cho nên với hắn mà nói là chút lòng thành. Ánh mắt của hắn đảo qua, nội tâm đắc chí, lúc nhìn thấy nữ hoàng liền ngừng hít thở. Tại sao lại có nữ nhân xinh đẹp như thế? Cốt, từ hà băng vân sông tới, mặt như xương lạnh nói một câu. Nàng cũng không có ra tay, cho dù nàng đã tới tam trảm đỉnh phong cũng không nắm chắc chém giết lăng hàn trong thời gian ngắn, mà thiên đạo ngọc quá trọng yếu, nàng tuyệt đối không bỏ qua chút thời gian. Nàng dẫn đầu nhảy vào hốc cây, đạp lên bậc thang tiến lên phía trước. Mông quá lớn, ảnh hưởng mỹ quan, ở sau lưng nàng có tiếng lăng hàn đánh giá vang lên, nàng suýt nữa lảo đảo té ngã. Ta nhẫn, tử hà băng vân xoa bóp chuôi kiếm, nàng thề sau khi đạt được thiên đạo ngọc, nhất định phải chém giết lăng hàn. Lần này, nàng đến có chuẩn bị, người mang theo đại sát khí, trong trảm trần cảnh tuyệt đối không ai địch nổi, cũng giống Lạc Trường Phong có thủ đoạn tiên vương, hắn mới là kinh địch duy nhất của nàng. Lạc Trường Phong lúc này cũng bình tĩnh lại, tuy nhìn nữ hoàng làm trái tim hắn đập thình thịch, hắn có suy nghĩ chiếm hữu, nhưng nữ sắc và hoàng đồ thống trị, hắn vẫn lựa chọn thứ hai. Hắn ngoan tâm tiến vào hốc cây, Thiên Đạo Ngọc chỉ có một khối, ra tay muộn không còn, nữ hoàng chỉ có một nhưng không biết bay. Lang Hàn dắt tay nữ hoàng đi vào hốc cây, phía sau bọn họ là đám người nhu yêu nữ, Thiên Triệu Điền đang xâm tiến vào, toàn bộ có 14 người. Cầu thang trong hốc cây tiến lên trên, bốn phía tối như mực nhưng rất nhanh đã biến thành không gian màu trắng, tại nơi xa xôi có núi cao mây trắng lượn lờ. Tử Hà Băng Vân xung trận ngựa lên trước, Lạc Trường Phong theo sát phía sau, Lang Hàn cùng nữ hoàng cũng sử dụng thân pháp, thân thể như bay, cả đám người xếp thành hàng dài. Chỉ chốc lát, bọn họ đi tới thánh sơn, ngọn núi này rất kỳ diệu, căn bản không biết ở nơi nào, bởi vì bốn phía đều là mây mù bốc lên ngăn cản tầm mắt cũng làm bọn họ không thể với tới. Lúc này từ Hà Băng Vân và Lạc Trường Phong dừng bước, bọn hắn cũng chỉ nghe tiên vương nói đại khái, nơi này đang ẩn dưỡng thiên đạo ngọc, nhưng cụ thể thiên đạo ngọc nằm ở nơi nào thì bọn họ không biết. Đến nơi đây, xuất phát điểm của bọn họ giống người khác. Suốt cuộc đại cơ duyên là cái gì? Lâm Phương hỏi, nàng cũng là một đại mỹ nhân, nhưng nơi này có nhu yêu nữ, lại có tử hà băng vân, càng có nữ hoàng đẹp tuyệt vạn cổ, nàng không có nổi bật. Tất cả mọi người lắc đầu, bọn họ đều là thiên tài hơn nữa phản ứng nhạy cảm mới không lọt vào bảy dập người trong ánh sáng từng nói qua nơi này có đại cơ duyên đương nhiên mọi người động tâm nhưng đồ chơi này là cái gì lang hàn cũng rất tò mò hắn cho rằng lạc trường phong cùng tử hà băng vân thật sự trùng hợp đến nơi đây sau khi nhìn bô dạng hai người quen việc dễ làm hắn lại có suy đoán bọn họ tới đây vì đại cơ duyên có thể làm cho hai thánh tử thánh nữ của thế lực tiên vương chạy tới cơ duyên nơi này chân quý có thể tưởng tượng ô chẳng lẽ là thiên đạo ngọc, đột nhiên tiểu tháp lên tiếng, thiên đạo ngọc là cái gì, lang hàn vội hỏi, tiểu tháp hơi trầm ngâm, nói, thiên đạo nguyên thạch trải qua diễn hóa vô số năm hình thành bảo ngọc, lại gọi là trúc cơ ngọc, nếu chảm trần cảnh luyện hóa có thể tu bổ tuyết núi của các cảnh giới trước hoàn mỹ. Lang hàn cả kinh, nói, ý người nói là, không phải chảm thiên địa thành đạo cũng có thể dựa vào thiên đạo ngọc cải biến. Không sai, tiểu tháp lắc lắc, đây là nó gật đầu. Ngươi không nên cảm thấy không công bằng, thiên đạo nguyên thạch là do thổ chi bản nguyên hình thành, còn cần trải qua vô số năm diễn hóa mới có thể hóa ngọc, có lẽ cả tiên vực trải qua vài kỷ nguyên mới có một khối. Mấy kỷ nguyên mới có một khối, nó còn hiếm hơn cả luân hồi thụ. Thứ này liên quan tới bổn nguyên cho nên rất châu bi ép. Lăng Hàn gật gật đầu, cũng không xem trọng quá nặng. Hắn đã tu mỗi cảnh giới hoàn mỹ, bởi vậy cho dù người khác lấy được thiên đạo ngọc cũng chỉ không kém gì hắn mà thôi. Hắn còn có huyền âm mẫu thủy, cửu thiên hỏa là hai loại thiên địa bổn nguyên, còn có bất diệt thiên kinh, cho dù có người tu tới hoàn mỹ thì sao, hắn không sợ. Ví dụ như Lạc Trường Phong, ví dụ như Tử Hà Băng Vân, bọn họ tu tới hoàn mỹ thì sao, có thể làm gì hắn? Không đúng không đúng, nếu chỉ là như thế, vì sao Tử Hà Băng Vân cùng Lạc Trường Phong lại phát điên như vậy? Bọn họ cũng tu mỗi cảnh giới tới mức hoàn mỹ, không cần bổ sung. Tiểu tháp hừ hừ hai tiếng, lại nói, thiên đạo ngọc còn có công dụng khác, nếu như mỗi cảnh giới người đều tu luyện hoàn mỹ, như vậy sẽ cung cấp cho ngươi một tia cơ hội hoàn thành ngũ trảm. Cái gì? Lăng Hàn chấn động, ngũ trảm là thành tựu mà vô số tiên vương phải nhìn lên, theo đại hắc cầu nói, thành tựu ngũ trảm mới có tư cách trở thành tiên vương cửu trọng hay thiên tôn cái gì đó. Nói thật, mặc dù Lăng Hàn chỉ hoàn thành nhị trảm, mỗi một trảm đã làm hắn cảm thấy khó khăn vô số lần, tam trảm cũng đã cực khó, tứ trảm tuyệt đối là cuối cùng, tại sao lại có ngũ trảm? Hiện tại nghe nói thiên đạo ngọc chỉ có một tia khả năng giúp đột phá ngũ trảm, đó là độ khó kinh người cỡ nào? Ngũ Trảm, không nói siêu việt tất cả tiên vương nhưng vượt qua chín thành chín là không vấn đề. Vừa nói như vậy, giá trị của Thiên Đạo Ngọc tăng vọt vô số lần, nếu không phải đồ chơi này chỉ có Trảm Trần mới có thể luyện hóa, cam đoan mỗi tiên vương sẽ tranh đoạt điên cuồng. Chương 1963 Thiên Đạo Ngọc. Lăng Hàn giật mình, khó trách có hai gã truyền nhân thế lực tiên vương xuất hiện, nếu là vì Ngũ Trảm thì có thể lý giải. Kỳ quái, vì cái gì hai tiên vương không không sớm thu đi? hắn thì thào thiên đạo nguyên thạch có điều kiện diễn hóa rất hà khắc hoàn cảnh nơi này thích hợp tự nhiên không có khả năng chuyển đi nếu không sẽ bỏ dở nửa chừng không có chút giá trị nào tiểu tháp nói ra lang hàn gật đầu đây là thứ nhất mặt khác hai đại tiên vương cũng không muốn đánh đập tàn nhẫn dù sao là đồ của tiểu bối sử dụng vậy cứ để tiểu bối tranh đoạt không cần tìm người lớn hỗ trợ người có thể cảm ứng được thiên đạo ngọc sao hắn hỏi có chút chờ mong đương nhiên tiểu tháp thập phần ngạo kiều lăng hàn lập tức đại hỷ trước kia tử hà băng vân và lạc trường phong chiếm hết tiên cơ bọn họ biết rõ đồ vật mình tìm là gì nhưng còn bây giờ thì sao ít nhất hắn không lỗ vậy thì đến đấu một trận lăng hàn nắm tay nữ hoàng nói chúng ta đi vừa đi hắn vừa nói chuyện thiên đạo ngọc cho nữ hoàng biết lại hỏi tiểu tháp thiên đạo ngọc có thể cung cấp cho nhiều người luyện hóa không vậy phải xem lớn nhỏ thế nào nhưng tối đa không cao hơn hai người tiểu tháp trầm ngâm một lúc tuy lang hàn cảm thấy có chút tiếc nuối thiên đạo ngọc là đồ chân quý như thế nếu có thể để nhiều người luyện hóa mới là không có thiên lý chỉ mong khối bảo ngọc này đủ lớn có thể cung cấp cho hắn và nữ hoàng cùng sử dụng dẫn đường lang hàn nói ra trong núi này cố gắng đi tìm có được là hạnh của ngươi mất đi là mệnh của ngươi tiểu tháp rất thần côn lang hàn suy một tiếng đại khái ngươi không biết tiểu tử này không biết thì nói không biết còn đắc trí như vậy Hiện tại ta có thể cảm ứng Thiên Đạo Ngọc tồn tại, chỉ có đến rất gần ta mới dám khẳng định. Tiểu Tháp lúc này không có thẹn quá hóa giận, Lăng Hàn gật gật đầu, đã như thế thì đi tìm. Hai người xuất phát, sau lưng bọn họ, Như Yêu nữ có chút do so dự nhưng vẫn theo chân cùng đi. Nàng đi cùng làm đám người Bắc Phú Hùng cũng đi theo, ai bảo nữ hoàng đẹp thế. Lạc Trường Phong cười lạnh, đám cặn bã này cũng muốn tranh đoạt Thiên Đạo Ngọc. Chờ đi, hắn tìm được Thiên Đạo Ngọc, lại trở lại đoạt mỹ nhân cũng không tin dùng thân phận thánh tử của tiên vương đại giáo lại không thể hoành đao đoạt ái. Tử Hà Băng Vân không chỉ hoãn lâu, lập tức rời đi. Nàng và Lạc Trường Phong đều biết mình tìm cái gì, đây là ưu thế hơn xa người khác. Lăng Hàn quay đầu nhìn, sắc mặt cổ quái, như yêu nữ đi theo bọn họ nghiện rồi sao? Hắn lắc đầu, dù sao hiện tại còn chưa phát hiện thiên đạo ngọc, hắn cũng chẳng muốn chạy loạn khắp nơi. Nơi này là núi xanh, cây cối xanh um tùm, hơn nữa đại bộ phận rất bình thường, không phải đặc biệt cao, cũng có thấp bé không tưởng tượng nổi. Trong núi rừng cũng không phải rất yên tĩnh, đôi khi có con nai ló đầu ra, lúc nhìn thấy hai người Lăng Hàn liền bỏ chạy. Lúc này bụi cỏ phía trước lắc lư, Lăng Hàn kéo kéo tay Nữ Hoàng, hai người dừng bước, bụi cỏ phập phồng sau đó tới gần bọn họ. Sẽ là cái gì, dã thú sao, xôn sao, bụi cỏ tách ra, một người đi tới nhưng rất thấp bé, chỉ cao chừng một thước, đây là nam tử nhưng không phải tiểu hài tử, bởi vì mọc ra dâu ria, gương mặt già nua không tưởng tượng nổi đứng lại hắn nói xong liền nhảy ra đứng lại đứng lại đứng lại vừa tiếp xúc với một tên lúc này bảy tên lùn cầm trượng nhảy ra cây trượng dài hơn thước cầm trong tay người thường là đoàn côn trong tay bảy người lùn lại là trường côn bọn họ cầm trong tay và chỉ về phía lăng hàn và nữ hoàng lăng hàn nhoẻn miệng cười nói tốt ta đứng đấy sau đó thì sao bảy tiểu ải nhân nhìn nhau nói các ngươi là người nào tại sao lại xông vào nơi đây Chẳng lẽ bọn họ là nhân loại trong truyền thuyết, các ngươi xem, cả đám cao lớn như thế, khó coi chết. Có tiểu ải nhân nói ra, đúng là quá xấu, xấu xí như vậy sao không tự sát đi, thật sự bội phục dũng khí của các ngươi. Ta vĩnh viễn không muốn đi bên ngoài, tất cả đều là người quái dị. Những này tiểu ải nhân đều sợ hãi, nữ hoàng giận tím mặt, một trong những chuyện nàng không thể tha thứ nhất chính là siết a à chích dung nhan của nàng. Hừ, nàng hư một tiếng, khi phách bắn ra bốn phía ồ có phải ta ngộ độc thức ăn hay không tại sao cảm thấy nữ nhân này thật dễ nhìn tên lùn kinh hô hắn không dám tin trước mắt vài cái ta cũng thấy nàng đẹp hơn trời ơi ta nhất định chúng chú thuật bảy tên lùn sợ hãi nữ nhân này có độc không ngờ làm bọn họ cảm thấy đẹp như vậy gặp quỷ rồi lăng hàn cười to quả nhiên sắc đẹp của nữ hoàng là không thể ngăn cản dù đám lùn có thẩm mỹ quan khác biệt cũng bị ảnh hưởng hắn nói các ngươi là người nào có thể cho chúng ta tới làm khách không? bảy tên lùn vẫn bình phẩm nữ hoàng từ đầu đến chân, liếc mắt nhìn sang, cảm thấy ngắm nữ hoàng rất thích thú, sau đó nhìn nhau. chúng ta là dũng sĩ cô lỗ lỗ tộc. một tên lùn kiêu ngạo lên tiếng. nơi này có thiên đạo ngọc, chỉ không biết cụ thể nằm ở đâu. đám thổ dân sinh hoạt tại nơi này rất lâu, có lẽ biết chút gì đó. thần thức lang hàn đảo qua, những tên lùn này có tu vi phá hư cảnh, thực lực thấp không thể thấp hơn. có lẽ nơi này không hình thành tu luyện. Chỉ dùng linh khí rót vào người nên mới đạt tới phá hư cảnh. Muốn làm khách cũng có thể, nhưng các ngươi ngàn vạn đừng ăn cắp bảo bối của chúng ta." Một tên lùn lên tiếng, "Đúng, các ngươi đều là nhân loại xấu xa, căn cứ tổ tiên ghi lại, các ngươi làm rất nhiều chuyện xấu." Đám lùn này không ngừng bàn luận với nhau, đều nói người từ ngoài tới vô cùng tham lam, không có kết cục tốt. Nữ hoàng ngạo kiều, không kiên nhẫn nói, "Còn không mau mau dẫn đường, bị nàng khiển trách như thế, bảy tên lùn không nói nữa." ngoan ngoãn đi trước dẫn đường. Lăng Hàn cười thầm, nữ hoàng theo phía sau, đám người nhu yêu nữ cũng đi theo, một đoàn người đi trước sau chừng nửa canh giờ, phía trước là khu đất bằng lớn, chỗ đó có tòa thôn trang, có thể thấy khói bốc lên. Đây là cô lỗ lỗ tộc, nhìn thấy bảy tên lùn mang hai cự nhân trở về, trong thôn tuôn ra rất nhiều tiểu ải nhân, ai cũng vây quanh Lăng Hàn và nữ hoàng, trên mặt đầy chán ghét. Quá xấu, đây là nhân loại trong truyền thuyết, chương 1964, tay run, ai nha, ánh mắt của ta có vấn đề hôm nay nhất định ăn không ngon trời ạ à, làm sao có người xấu như thế đám ải nhân không ngừng kinh hô cũng không sợ lăng hàn và nữ hoàng đều là trảm trần cường đại nữ hoàng lại đẹp tới mức thông sát không lâu lắm bọn họ liền mở to mắt ra bắt đầu thưởng thức sắc đẹp của nữ hoàng lăng hàn ho khan một tiếng nói chúng ta đi dạo được không ngươi không được nàng đi những tên ải nhân này chỉ về phía nữ hoàng bất công rõ ràng Nữ hoàng ngạo kiều dẫn Lăng Hàn đi trong thôn, đám người nhu yêu nữ lại xuất hiện, bọn họ cũng suy nghĩ giống như Lăng Hàn, những thổ dân này chắc chắn có dấu vết của trí bảo. Bọn họ muốn vào thôn, nữ hoàng là nữ hoàng, những người này chỉ là kẻ xấu xí mà thôi. Đại nhân loại, cấm các ngươi tiến vào thôn trang thần thánh của chúng ta. Lúc này hơn 10 ải nhân ngăn cản đám người nhu yêu nữ, cũng giơ cây trượng trong tay lên. Dường như là vũ khí, trước đó nhìn thấy bảy tên lùn vây quanh Lăng Hàn và nữ hoàng, Cụ thể có uy lực thế nào thì không biết. Thiên Triệu Điền khinh thường ra mặt, đám thổ dân này chỉ là phá hư cảnh mà thôi, so với bọn họ còn thấp tới mức không thèm quan tâm tới, cần để ý sao? Hắn đường đường là người thừa kế thế lực Tam Tinh, đi nơi nào không được người ta nghênh đón nhiệt tình. Các ngươi dám ngăn cản ta? Hắn đi nhanh về phía trước, nói, tiến lên thì như thế nào? Tư, một tên lùn quá khẩn trương, hắn nắm chặt cây trượng trong tay, lúc này cây trượng bắn một tia sáng xuyên thủng thiên triệu điền thiên triệu điền cả kinh bởi vì tốc độ quá nhanh nhanh tới mức hắn không kịp né tránh sau khi hắn ca ẩn trương liền bình tĩnh lại bởi vì một phá hư cảnh công kích cho dù tốc độ nhanh hơn nữa có thể làm gì hắn chứ nói đùa sau khi bước vào chảm trần có ai không được nguyên lực rèn luyện thể phách cho dù không có khả năng luyện hóa đến chuẩn tiên kim nhưng có thể đạt tới thần thiết thập nhị cấp là chút lòng thành như vậy cho dù hắn trúng công kích của tên lùn thì thế nào tia sáng bắn xuyên qua ngực thiên triệu điền bởi vì chiều cao của đám lùn có vấn đề, một kích bắn xéo lên trên, chùm tia sáng xuyên thấu thiên triệu điền liền bắn lên bầu trời, cũng không có bắn trúng người khác. Thiên triệu điền chậm rãi xoay người lại, chỉ thấy lồng ngực của hắn bị xuyên thủng và có từng sợi khói đen bay lên. Vẻ mặt của hắn mờ mịt và khó hiểu, hắn vươn tay về phía mọi người, tay của hắn không ngừng hóa thành đất vỡ chóc ra khỏi cánh tay. Không chỉ như vậy, thân thể hắn mục nát bay theo gió. Ba, hắn hóa thành một khối bùn nhão và tan vỡ dưới đất chết, đường đường truyền nhân thế lực tam tinh, cường giả tam trảm đỉnh phong lại bị một phá hư cảnh dùng cây trượng chém giết. Thần hồn câu diệt, cho dù là tiên vương cũng không có khả năng cứu. Việc này quá không thể tưởng tượng nổi, dám người nhu yêu nữ không tự chủ lui ra phía sau, sau đó sắc mặt biến hóa, không ngừng rút lui, chỉ cảm thấy toàn thân run dày. Phải biết rằng những cây trượng trong tay đám lùn đang chỉa vào bọn họ. Mặc dù Lăng Hàn không có quay đầu lại, thần thức hắn bao phủ có thể xem rành mạch, hắn cũng biến sắc nếu tia sáng bắn vào người, hắn có thể may mắn thoát khỏi. Lăng Hàn hoàn toàn không rõ, tia sáng này bắn ra không phải sức mạnh, mà là quy tắc diễn hóa tới mức cao khủng khiếp, cho nên một kích vừa rồi đánh thiên triệu điền chết bất đắc kỳ tử. Đây là một phần lực lượng của thổ chi bản nguyên, tiểu tháp nói, ngươi không cần lo lắng, ngươi thân có hai đạo bổn nguyên chi lực, công kích như thế không thể giết ngươi. Thiên đạo Ngọc đang ở gần, những vũ khí này đều thông qua thiên đạo Ngọc đạt được năng lực hủy diệt. Lăng Hàn đổ mồ hôi lạnh, nói, không phải sau khi ngươi tiếp cận thiên đạo ngọc mới định vị chính xác sao không phải ta nói là quá gần sao tiểu tháp cực kỳ không chịu trách nhiệm dựa vào chẳng lẽ ngươi muốn nhìn thấy thiên đạo ngọc mới có thể định vị ta làm cũng được lăng hàn im lặng tiểu tháp vốn ngạo kiều nhưng bây giờ lại có hướng phát triển hố người sao lỗ thập thất ngươi giết người đám lùn kinh hô lên ta giết người tên lùn vừa công kích suýt khóc ta không phải cố ý ta chỉ quá khẩn trương cho nên tay run mọi người thấy thế khóe miệng co giật vài lần, chỉ cảm thấy thiên triệu điền chết quá oan. Một đời vương giả lại chết trong tay các cái tay run, quả thực cười chết người. Một đám tiểu ải nhân không ngừng bàn tán với nhau, đừng nhìn bọn chúng nói hung ác hưng chưa từng giết người, hiện tại hô to gọi nhỏ giống như thiên băng địa liệt. Đám người nhu yêu nữ có vẻ mặt cổ quái, dường như không tiếp nhận được. Một dám phá hư cảnh giết chết vương giả chảm chân, chuyện này vớ vẩn cỡ nào. Ánh mắt của mọi người đều nhìn chằm chằm vào cây trượng của đám ải nhân, chính đồ chơi này đã chém giết thiên triệu điền. Đây là bảo cụ gì, không ngờ vượt qua vô số cảnh giới miểu sát chạm trần Nếu đồ vật này có thể sản xuất đại quy mô, như vậy thực lực của mỗi thế lực sẽ phát sinh biến hóa. Cho dù uy lực hạn mức cao nhất của đồ chơi này là phân hồn có tới mấy trăm cái, mấy ngàn cái bắn một lượt, cho dù là đại năng tiên phủ cảnh cũng phải đau đầu nha. Nếu có mấy vạn hay mười vạn thì sao? Có khả năng cường giả tiên phủ sẽ nhượng bộ lui binh. Nghĩ như thế, ánh mắt đám người nhu yêu nữ lộ hào quang, hơn nữa mấu chốt là, chỉ cần đoạt cây trượng mà thôi, ý nghĩa có thể vô địch trong chảm trần tại nơi đây, có thể chém giết tam chảm như giết gà, đoán chừng dễ dàng trông lại tứ chảm, người nào là đối thủ của mình chứ. Cái gì là trường phong, tử hà băng vân, ở trước mặt mình chỉ là cặn bã mà thôi. Hơn nữa trong tay ngươi không có trượng binh, ta đã có, ta chiếm thượng phong tuyệt đối, uy lực như vậy có đáng sợ không? Trượng binh trong tay giám ải nhân có tác dụng không lớn, bởi vì chùm tia bắn ra nhanh không tránh được nhưng lại có quá trình phát động ngón tay khẽ bóp mới dùng được với thực lực của đám người nhu yêu nữ hoàn toàn có thể tránh được trước kia thiên triệu điền chúng chiêu là vì hắn quá sơ ý có ai tin tưởng một tên phá hư cảnh lại có thể giết chảm trần chứ nếu trượng binh rơi vào trong tay chảm trần cảnh thì lực uy hiếp tăng lên cả tỷ lần bởi vì vừa phát động là có thể phân sinh tử ngay lập tức sắc mặt mọi người vô cùng ngưng trọng ai là người đầu tiên đi lên cướp trượng binh tương đương nắm quyền sinh sát kẻ khác thậm chí có thể nói miểu sát tất cả. chương 1965, tranh đoạt trọng khí. Những người này lộ sát khí nhìn chằm chằm vào tên tiểu ải nhân đã ngộ sát người, trong mắt những thánh tử thánh nữ này thì chúng là thổ dân, chết một ngàn vạn cũng không đặt trong lòng. Xíu, yêu yêu, bác Phú Hùng xuất thủ trước, hắn là tứ trảm đỉnh phong, hắn tự tin có thể chém giết tất cả những ải nhân này, căn bản sẽ không cho chúng cơ hội kháng cự. Oanh, hắn đấm ra một quyền, lực lượng đáng sợ quanh quẩn, lúc này quy tắc hình thành phong bạo cuốn lấy giám tiểu ải nhân dùng thực lực của hắn có thể miểu sát toàn bộ ải nhân đang ở nơi này ầm um, lúc này tiếng nổ vang lên chỉ thấy lực lượng cuồng bạo mở ra lăng hàn xuất hiện trước mặt những tiểu ải nhân này hắn ra tay oanh kích bác phú hùng một kích chí mạng cứu những tiểu ải nhân này một mạng luận chiến lực lăng hàn còn xa mới là đối thủ của bác phú hùng thân thể đối phương bị đánh lui xương cốt toàn thân rung động dù như thế sự âm ảnh hưởng còn lại cũng làm dám tiểu ải nhân ngã đông ngã tây có chút trọng thương thổ huyết trước mặt vương giả tứ chảm bọn chúng quá yếu ớt đại nhân loại đổi bài công kích công kích tiểu ải nhân cả kinh bọn chúng liên tục giơ cây trượng trong tay bắn ra từng tia sáng đáng sợ biết rõ thứ này đáng sợ đám người nhu yêu nữ có chuẩn bị đã sớm triển khai thân ảnh tránh né nếu chờ tia sáng bắn ra thì bọn họ không kịp tránh né khá tốt các tiểu ải nhân còn biết phân biệt bằng hiếu cũng không có công kích lăng hàn và nữ hoàng lăng hàn ngươi lại giúp đỡ dị loại hừ bác phú hùng lãnh đạm lên tiếng hắn có thể miểu sát đám tiểu ải nhân này tại sao hiện tại trốn đông trốn tây như vậy chứ lăng hàn đứng chắp tay thản nhiên nói ta không phản đối đoạt bảo nhưng ghét kẻ lạm sát vô tội ta lại không quen nhìn các ngươi sắc mặt bác phú hùng tái nhợt đám người lâm phương không cho là đúng trong mắt bọn họ chỉ là một đám phá hư cảnh tính toán cái gì yếu tới mức không xưng là người vì đại sát khí như trường binh, cho dù có đổ sát một thành, bọn họ sẽ không do dự làm ra. Thế giới này là nhược nhục cường thực, lăng hàn, dùng đạo tâm như người còn xứng truy cầu võ đạo đỉnh phong. Thật sự buồn cười, bác Phú Hùng khinh thường nói ra, thân ảnh không ngừng chấp động, đám tiểu ải nhân bắn tia sáng như thủy triều, căn bản không có khả năng tới gần, hoàn toàn là đánh loạn, kẻ nào tiến lên sẽ bị bắn thành tổ ong. Lăng hàn bất phi sở động, những kẻ này không có khả năng chạm thiên địa thành đạo, chẳng lẽ vì bảo vật mà không quan tâm lương tri của mình sao? Người, nhất định phải nắm chắc, không nắm chắc, không biết giới hạn, người không thể xưng là người, chỉ có thể nói là quái vật. Khó trách tiên vương nhất định phải trảm thiên địa mới có thể đạt thành, không có khí độ như thế thì làm sao xứng thành người mạnh nhất thiên hạ. Cùng tiến lên, xem hắn cứu như thế nào. Bác Vũ Hùng nói với người khác, đám người đằng xâm, Lâm Phương liên tục gật đầu, cho dù không có đại cơ duyên, chỉ những trượng binh này đủ để bọn họ ra tay. Có được sẽ chiếm hết thượng phong trong tiềm long bí cảnh này, ít nhất không ngại kẻ nào. Lăng Hàn nhướng mày, hắn chỉ có một người có thể ngăn cản đám người Bắc Phố hùng, bọn chúng đều là tứ trảm đỉnh phong, Lăng Hàn có khí lực cường hoành nên có thể không sợ, đám tiểu ải nhân không có khả năng ngăn cản dư âm còn sót lại. Hơn nữa nữ hoàng hiện tại cũng không địch nổi tứ trảm, huống chi là vương giả tứ trảm đỉnh phong. Làm sao bây giờ, người cô cô lỗ tộc đều tiến vào không gian thần khí của ta. Lăng Hàn nói ra hắn vì che giấu sự o ồn tại của hắc tháp cho nên sớm chuẩn bị không gian thần khí, lúc này ném tới. Các tiểu ải nhân mờ mịt, không gian thần khí là cái quỷ gì? Kỳ thật nơi này không có hệ thống tu luyện, bọn họ sinh ra là phá hư cảnh, khi chết cũng là phá hư cảnh, chỉ biết vận dụng vũ khí trượng binh mà thôi. Lòng dạ đàn bà, lâm phương, đằng xâm liên tục ra tay, bọn họ có 14 người, trừ lăng hàn, nữ hoàng và lạc trường phong, tử hà băng vân đi một mình ra, thêm thiên triệu điền chết đi, hiện tại còn thừa chín người hiện tại trừ nhu yêu nữ những người khác lập tức giận giữ ra tay có trượng binh là đại sát khí như vậy còn có khí lực cường đại của lăng hàn bọn họ không chịu nổi một kích người có thể ngăn cản quy tắc chi lực của phân hồn cảnh không nhu yêu nữ đấu tranh tư tưởng cuối cùng ra tay đối tượng công kích của nàng không phải lăng hàn và nữ hoàng cũng không phải các tiểu ải nhân mà là đám người bắc vũ hùng tuy nàng là đại yêu nữ đại yêu tinh nhưng cũng có giới hạn thấp nhất của mình ba người lăng hàn đấu với 8 người Bắc Vũ Hùng. Đây là một trận đấu không công bằng, cho dù khí lực lăng hàn cường hoành, có thể nói là quái vật không chết trong trảm trần cảnh, chiến lực có thể địch nổi vương giả tứ trảm đỉnh phong. Chỉ một đối thủ như vậy, thậm chí thủ đoạn của hắn có thể mài chết đối phương, hiện tại hắn không có tâm chiến đấu với đám người này, hắn đánh bay bọn họ. Nếu bọn họ ra tay với các tiểu ải nhân thì Lăng Hàn không có biện pháp. Nữ hoàng cũng đạt tới cảnh giới tới hạn, chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản một đối thủ mà thôi khá tốt như yêu nữ có đủ cường lực nàng vốn là tứ trảm về sau tiềm long thăng thiên đạt tới tứ trảm đỉnh phong không kém gì bất cứ vương giả nào hơn nữa cửu chuyển mị thể cộng thêm công pháp tố nữ môn nàng có thể ngăn cản hai vương giả tứ trảm đáng tiếc đối thủ quá nhiều có người nào không phải vương giả bọn họ không đặt trọng điểm phân thắng bại với ba người lăng hàn mà là trọng điểm đuổi giết đám tiểu ải nhân thấp bé chỉ cần tiêu diệt bọn chúng là có thể đoạt được trượng binh đại nhân loại cho các người vũ khí thần thánh một gã tiểu ải nhân ném Trượng binh về phía Lăng Hàn. Hiển nhiên hắn là người thông minh, cũng làm ra quyết định có thể cải biến cuộc chiến. Ha ha, cảm ơn, một tên thánh tử cười to, trong tay cầm tảng đá ném vào Trượng binh. Trao đổi, Lăng Hàn vươn tay đón, không gian thay đổi, chỉ thấy Trượng binh trong tay biến thành tảng đá. Hắn vội vàng nhìn sang tên thánh tử kia, trong tay đối thủ cầm Trượng binh. Không gian quy tắc, quả thật không ngờ ở đây còn có người nắm giữ không gian quy tắc lúc trước người nọ không lộ ra chút dấu hiệu nào, ai cũng cho rằng hắn am hiểu hỏa hệ quy tắc. Người này là thánh tử đàm vệ, tu vi tam trảm đỉnh phong. chương 1966 thay đổi trong nháy mắt. Chết, đàm vệ thay đổi trượng binh chỉ thẳng vào lăng hàn, sau đó dùng phương thức của tiểu ải nhân án lên thân trượng, muốn kích phát hào quang giết lăng hàn. Lưu đầy, lăng hàn vươn tay ấn một cái, thân thể đàm vệ biến mất không thấy gì nữa. Hắn thi triển điện thiểm giết ra ngoài, lúc thân thể dừng lại vừa vặn đàm vệ cũng xuất hiện. Đàm vệ ngẩn người, không nghĩ tới lăng hàn cũng nắm giữ không gian quy tắc, hắn không quay đầu lại đạp một cước ra sau, đương nhiên hắn biết rõ có mai phục, lăng hàn đang ở sau lưng hắn. Lăng hàn xuất quyền đánh vào ót đàm vệ, nếu đánh trúng một quyền này, đối phương chết chắc. Mơ tưởng, lâm phương giết qua, nàng giơ tay ném cây roi màu đen quấn cổ tay phải lăng hàn. Tốc độ cực nhanh, ba, nắm đấm của lăng hàn còn chưa đánh xuống đã bị ngăn cản. Ông, rơi bị kéo căng, một quyền của Lăng Hàn không thể đánh xuống, nó cách hót của đàm vệ nửa tất xa, kình phong làm đầu óc đàm vệ rung động. Đúng lúc này, chân của đàm vệ đạp vào bụng dưới Lăng Hàn. Một cước này thập phần hung ác, nói rõ muốn phá hư đan điền của Lăng Hàn, một khi đan điền bị hủy, Lăng Hàn cũng phải buông tha thân thể này. Cùng một thời gian, đàm vệ xuất ra đại sát khí trượng binh, đây mới là siêu cấp vũ khí quyết định cuộc chiến. Lăng Hàn hừ một tiếng, tiên ma kiếm xuất hiện và chém vào cây roi si tâm vọng tưởng, Lâm Phương cười lạnh, cây roi này dùng sợi tơ chuẩn tiên kim nhị tinh bệnh thành, lại gia nhập gân tiên thú, tính bền dẻo mạnh tới mức đáng sợ, cũng là trí bảo trong chuẩn tiên khí nhị tinh. Người muốn cắt đứt, nằm mơ đi, xoát, kiếm quang sắc bén, tiên ma kiếm chém lên cây roi và tỏa ra hào quang sáng chói mắt, quả nhiên, cho dù tiên ma kiếm cũng không chém đứt, Lăng Hàn lại vận chuyển tiên ma kiếm, bắt đầu thôn vệ chuẩn tiên kim trong cây roi. Tự ý nào đó mà nói, kỳ thật chuẩn tiên kim cũng như thần thiết thập nhị giai lúc chế tạo ra tăng thêm nhiều một chút mà thôi. Đã không cắt đứt, vì sao không dùng tiên ma kiếm thôn phệ chứ? ba Trong thời gian chưa tới một phần ngàn giây, cây roi chuẩn tiên kim bị thôn vệ hóa thành mục nát, sau đó lăng hàn lại vận chuyển cử thiên hỏa đan sen tiên hỏa vào, gần tiên thú mềm hóa sau đó mũi kiếm tiên ma kiếm cắt thành hai nửa. Nói tới thì dài nhưng kỳ thật cả quá trình chỉ diễn ra trong một phần ngàn giây, lăng hàn đâm một kiếm và cây roi đứt đoạn hắn đạt được tự do hắn biến mất tránh né một khích của đàm vệ lúc này trượng binh cũng rơi vào trong tay đám người bắc phú hùng siêu siêu xíu yêu yêu đám người bắc phú hùng phóng tới bảo hộ đàm vệ lỗ hỏng duy nhất trong đó chính là đàm vệ dơ trượng binh nhắm ngay lăng hàn ha 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 tám người này đều cười to về sau bọn họ có khả năng sẽ đánh nhau tới chết nhưng bây giờ nhất trí đối ngoại nữ hoàng và nhu yêu nữ đều thiên kiều bá mị bọn họ có thể không nỡ giết lại nói hai nữ cũng không khó chơi như lăng hàn khí lực như vậy quả thật chẳng khác gì bất tử chi thân. Lăng Hàn thở dài, cho dù tranh lệch hai tiểu cảnh giới, hơn nữa nhân số lâm vào hoàn cảnh xấu nhưng cuối cùng vẫn ngăn cơn sóng dữ. Hối hận sao, bác Phú Hùng cười lạnh, hắn cũng không giả mù sa mưa, người cho rằng mình là ai. Thánh chủ cứu vất nhân loại, Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, nói, ta làm việc chưa bao giờ hối hận, vậy ngươi đi chết đi, đàm vệ kêu gào, vừa rồi hắn suýt bị Lăng Hàn đánh một quyền giết chết đối với hắn mà nói đây là đại nhục nhã, đường đường thánh tử đại giáo hắn có bao giờ bị ủy khuất như thế chưa? Các vị cần gì động võ chứ? Như yêu nữ nở nụ cười quyến rũ, giờ này khác nàng đã vận dụng mỹ thuật chủ động làm nên nàng hóa thành yêu cơ tuyệt sắc, toàn thân nam nhân như phun ra lửa, xương cốt như nhũn ra, ý chí hạ thấp xuống đáy cốc, mỗi cái cao mày hay nụ cười đều có lực ảnh hưởng lớn lao. Cho dù vương giả như đám người bắc phú hùng cũng cảm thấy tim đập chân run, ngay cả mình là ai cũng không nhớ rõ. Tiện nhân, đi chết đi. Lâm Phương cười lạnh, nàng đã sớm nhìn nữ hoàng và nhu yêu nữ không vừa mắt, hiện tại là cơ hội tuyệt hảo. Nàng đoạt trượng binh trong tay đàm vệ nhắm ngay nhu yêu nữ. Nếu trong tình huống bình thường, đàm vệ tuyệt đối không thể cho nàng đắc thủ, ai cũng bị chấn nhiếp, lực phản ứng chậm cả vạn lần, thẳng đến khi bị Lâm Phương đoạt trượng binh thì hắn mới kịp phản ứng. Nhu yêu nữ hoa dung thất sắc, ai cũng nhìn thấy lực sát thương của trượng binh. Giết phương giả tam trảm đỉnh phong như rơm dạ, tuy nàng là tứ chảm nhưng không tốt một chút nào cả. Không muốn, đám người bác Vũ Hùng cũng kịp phản ứng, vội vàng kêu lên. Tại sao có thể giết vư vật tuyệt sắc như thế? Lâm Phương cười lạnh, nàng thưởng thức hương mặt tái nhợt của nhu yêu nữ, còn có ánh mắt sợ hãi, sau đó không chút do so dự dùng trượng binh bắn tới. Một thân ảnh xuất hiện ngăn giữa Lâm Phương và nhu yêu nữ. Đó là Lăng Hàn, toàn bộ trùng sáng chưa xuyên qua thân thể của hắn nhưng không ai lưu ý tới nó không xuyên qua thân thể Lăng Hàn mọi người chỉ thấy hắn bước tới ngăn cản cho nhu yêu nữ. Thân thể hắn còng xuống, hai tay ôm bụng dưới, sắc mặt cực kỳ thống khổ. Ha 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 ha, đám người bác phú hùng giật mình sau đó cười to. Không chết, nhu yêu nữ không chết, như vậy cũng tốt. Không ngờ ngươi cũng là kẻ si tình, đáng tiếc mạng của ngươi xong rồi. Đăng sâm cười nói, hắn sớm đáng chết, bác phú hùng cười lạnh, ánh mắt mang theo hào quang nghiền ngẫm. Hắn muốn cướp thi thể lăng hàn, sau đó lại tìm tử hà băng vân tranh công. Trưởng binh có được lực sát thương mang tính hủy diệt, thậm chí có khả năng chém giết cường giả phân hồn, ai tin tưởng thứ này có thể đối địch với tiên vương. Bởi vì hắn còn muốn gia nhập đại giáo tiên vương, như vậy cuộc đời hắn sẽ bừng sáng. Giao bảo khí cho ta, đàm vệ kịp phản ứng, vươn tay cướp lấy trưởng binh nhưng lâm phương không để hắn đạt được, đối phương cách không đánh một trường, dùng tu vi tứ chảm đánh hắn bay ra xa. Nhu yêu nữ há hốc mồm, nàng kinh ngạc nhìn nam nhân đứng trước mặt mình. Đối phương đưa lưng về phía nàng, không nhìn thấy gương mặt nhưng dứt khoát dùng thân thể của mình bảo hộ nàng. Nàng sống đến bây giờ, đã gặp không biết được bao nhiêu nam nhân nịnh nọt, có không ít người thề son sắt nguyện ý trả giá tính mạng vì nàng, vào thời khắc nàng tuyệt vọng nhất như hiện tại, có ai đứng ra. chương 1967, bị gài bẫy. Chỉ có Lăng Hàn, một nam nhân chưa bao giờ lên tiếng nịnh nọt nhưng dùng thân thể cao lớn như núi bảo hộ nàng. Nội tâm nhu yêu nư ấm áp, chỉ cảm thấy trước mắt mơ hồ, nước mắt không ngừng rơi xuống yêu mến lăng hàn sao có lẽ vẫn chưa nhưng không thể phủ nhận nàng hiện tại cảm động tới mức tận cùng ngươi là người lăng gia ta đương nhiên phu quân phải bảo hộ ngươi sau lưng nàng có giọng của nữ hoàng vang lên nhu yêu nữ quay đầu nhìn lại chỉ thấy nữ hoàng cười nhẹ căn bản không có dáng vẻ bi thương ý chí của ngươi cũng quá sắt đá rồi nam nhân của ngươi sắp bị đánh chết ngươi còn có thể mỉm cười có người làm thê tử như thế sao bác phố hùng cười lạnh hắn lập tức lao tới tấn công lăng hàn Hắn quyết định muốn thu thi thể lăng hàn, đáng giận, nhu yêu nữ tức giận quát lớn, nàng điểm một chỉ về phía Bắc Phú hùng, lại bị nữ hoàng kéo lại. Thực lực của nàng mạnh hơn nhưng nữ hoàng dùng ánh mắt uy nghiêm nhìn nàng, thần hồn của nác nếp rung động, không tự chủ dừng lại. Bác phố hùng nhìn vào trong mắt, khóe miệng còn nở nụ cười xấu xa. Hắn xem ra nữ hoàng đã buông tha lăng hàn, đúng thôi, có ai nhớ thương một người sẽ chết chứ? Thức thời như thế, có lẽ hắn cũng nên thu nàng vào hậu cung của mình. Hắn lao tới muốn vươn tay nắm lấy Lăng Hàn, vào lúc này hắn lại có vẻ mặt vô cùng kinh hoàng. Bởi vì hắn nhìn thấy Lăng Hàn đang tươi cười nhìn hắn. Gặp quỷ rồi, bác Phú hùng ý thức có không đúng nhưng không kịp, phốc, một quyền đánh thẳng vào lồng ngực của hắn, Hàn Ý không thể hình dung ăn mòn ý thức của hắn, hắn cũng không thể có được ý niệm nào khác. Sau đó thần hồn của hắn bị băng phong, biến mất vĩnh viễn. Đường Đường Vương giả tứ trảm đỉnh phong lại bị một kích miểu sát. Sao, sao có thể có thể, hắn nhìn gương mặt Lăng Hàn, vươn tay giống như muốn bắt lấy Lăng Hàn, hắn không thể bắt được cái gì cả. Lăng Hàn không nhúc nhích, tay của bác Vũ Hùng không thể chạm vào hắn, đã vô lực rũ xuống, lúc này hắn buông bụng dưới ra và cười nói. Thề tử của ta, người không nên nói lung tung, ôi, đau quá. Trong người hắn có hai đạo bổn nguyên chi lực, cho dù là quy tắc gì cũng khó có khả năng dựa vào đẳng cấp áp chế hắn, tự nhiên cũng không tin có thể ép hắn vào chỗ chết. Dù sao chết cũng biến thành bổn nguyên chi lực, hơn nữa đánh hắn đau đớn như vậy, qua một thời gian vẫn không giảm bớt chút nào. bốn phía không có người nào lên tiếng, mọi người như hóa đá. quái vật, con mẹ nó người tuyệt đối là quái vật. không nhìn ta ấy thiên triệu điền bị đánh thành bùn nát sao, người chỉ bị đau. hơn nữa thừa cơ gài bẫy bác phú hùng, chém giết phương giả tứ trảm đỉnh phong. kỳ thật cũng phải trách bác phú hùng, êm đẹp người chém giết thi thể người ta làm cái gì? tốt nha, hiện tại bản thân mình biến thành thi thể. Nữ hoàng vô cùng đau lòng, lúc này tiến lên đỡ lấy Lăng Hàn, Lăng Hàn kịp thời vận chuyển cửu thiên hỏa và huyền âm mẫu thủy, thậm chí một kích vừa rồi còn không phá tan quần áo của hắn. Làm ta sợ, nàng đánh nhẹ lên vai Lăng Hàn vài cái, Lăng Hàn cười hắc hắc, cầm lấy tay nữ hoàng, xem bộ dạng của hắn chờ mong như vậy, ta cố phối hợp diễn để hắn xem một chút, dù sao làm đủ biểu lộ như vậy cũng cho bọn chúng một chút mặt mũi. Dựa vào, thì ra hắn đùa nghịch chúng ta như khỉ. Sắc mặt mọi người biến thành màu đen, Đương nhiên thảm nhất chính là bác Vũ Hùng, trực tiếp bị Lăng Hàn gài bẫy, nếu không đường đường vương giả tứ chảm đỉnh phong tại sao lại chết trong tay Lăng Hàn. Cùng lắm ta chạy nha, tranh lệch hai tiểu cảnh giới, muốn đi còn không đơn giản. Nhưng vì cái gì Lăng Hàn thừa nhận một kích của trượng binh mà không chết? Chẳng những không chết, thậm chí hắn còn không có tổn thương, dường như đó cũng không phải trùng sáng tử vong, mà chỉ là công kích của phá hư cảnh mà thôi, chỉ là một trò đùa giỡn. Ngươi, tại sao ngươi không có việc gì? Đám người đàm vệ hỏi thăm một câu đầy ngu ngốc, cũng bởi vì bọn chúng bị đả kích quá lớn. Lăng Hàn nhún nhún vai, nói, muốn biết, được, ra một vạn thánh thiết đỉnh cấp đổi vấn đề, mọi người có thể xếp hàng không đúng, ta có thể làm thịt các ngươi, tất cả mọi thứ sẽ là của ta, làm gì vẽ vời cho thêm việc chứ. Đám người này muốn giết chính mình mang thi thể đi tranh công với tử Hà Băng Vân, sau khi bị thực lực và khí lực cường hoành của hắn chấn nhiếp, lúc này mới dừng cương trước bờ vực, nhưng bây giờ lại dục dịch, vậy thì có sao, cần phải khách khí với chúng phá hư đại sự của đại nhân công kích công kích lúc này tiểu ải nhân phục hồi tinh thần chúng hô to gọi nhỏ và tiếp tục công kích đám người lâm phương vội vàng né tránh bọn họ cũng có trượng binh lập tức tiến hành phản kích bởi vì tốc độ quá nhanh ngay cả lang hàn cũng không biết nên đánh ai muốn ngăn cản cũng không có khả năng ah ta bị đánh chúng tiểu ải nhân kêu hoa hoa hắn cũng không biến thành bùn nát chỉ kêu lên đầy thảm thiết đây chính là quái vật đám người lâm phương chính là vương giả thiên tài trong thiên tài lúc này liền tỉnh ngộ thì ra những tiểu ải nhân này có năng lực kháng tia sáng tử vong tia sáng có thể đả thương chúng nhưng khó oanh sát chúng hỗn chiến thảm thiết bắt đầu lăng hàn như yêu nữ nữ hoàng cầm một thanh trượng binh tấn công đám người lâm phương lúc này gà bay chó chạy chỉ cần động ngón tay cũng có thể công kích tốc độ ba người lăng hàn không phải đám tiểu ải nhân có thể so sánh rút lui rút lui rút lui Lâm Phương bọn người là kêu to, có trượng binh chi trợ, Lăng Hàn ba người thật đáng sợ, căn bản không thể địch nổi. Đây gọi là song quyền khó địch tứ thử, bọn họ mới có một cây trượng binh mà thôi, số lượng chênh lệch quá lớn. Hơn nữa, Lăng Hàn và những tiểu ải nhân có năng lực kháng cực tia sáng tử vong rất mạnh, này làm sao chơi. Cuối cùng nhất chỉ có ba người thành công rút lui, theo thứ tự là Lâm Phương, Đằng Sâm và Vi Niên, những người khác bị đuổi giết hóa thành bùn nát. Chúng ta đánh thắng các tiểu ải nhân liên tục vung tay hô to, uống rượu, bày yến, khánh công, những tiểu ải nhân này căn bản không có ý thức gian nan khổ cực, không lo lắng ba người lâm phương ngóc đầu trở lại, cũng không có ý thức cảnh giới của song phương tranh lệch như trời và đất, nếu không có ba người lăng hàn tương trợ, bọn họ tuyệt đối bị tiêu diệt, cho dù có trượng binh cũng vô dụng. chương 1968, Bảo Sơn mở cửa. Ba người lăng hàn được các tiểu ải nhân khoản đãi nhiệt tình. Nhu yêu nữ hơi khó chịu, Nàng bị hành vi xả thân cứu trợ của Lăng Hàn làm cảm động, nhưng đối phương căn bản không đánh giám một cái, bản thân nàng cảm thấy bị lừa gạt, ra hỏa này cả buổi không nhúc nhích, chẳng lẽ cố ý lừa gạt đồng tình và nước mắt của ta. Nhưng không thể phủ nhận, nàng quả thật được Lăng Hàn cứu một mạng, nhân tình này quá lớn. Muốn trả nhân tình sao? Nữ hoàng nâng cái cảm xinh xắn của nhu yêu nữ lên vuốt vài cái. Buổi tối đi thị tẩm phu quân ta, nhu yêu nữ cực kỳ lúng túng, người không thể rụt rè một chút hay sao? nếu người khác nói câu này chắc chắn sẽ bị gọi là lưu manh, nhưng nữ hoàng nói lại giống như khuôn vàng thước ngọc, tràn đầy uy nghiêm, làm người ta run sợ nghe theo. đây là mị lực của nữ hoàng. lăng hàn lắc đầu cười khổ, vì cái gì nữ hoàng luôn nghĩ đến cửu truyền mị thể thế này. chẳng lẽ không có cửu truyền mị thể trợ giúp thì hắn không thể đạt tới đỉnh phong hay sao? nhưng nữ hoàng quyết định muốn làm chuyện gì, hiển nhiên hắn không có khả năng ngăn cản, bởi vậy lăng hàn cũng chẳng muốn khuyên bảo, chỉ lo nói chuyện với đám tiểu ải nhân thiên tính của những tiểu ải nhân này không phòng bị người, càng bởi vì kề vai chiến đấu với Lăng Hàn cho nên càng tín nhiệm hắn, phàm là hắn hỏi đều trả lời đầy đủ. Trượng binh trong tay của bọn họ được gọi là vũ khí thần thánh, lấy từ một hang núi, điểm làm Lăng Hàn ngại nhiên là, những ải nhân này không sinh ra một cách bình thường, mà là tới từ hang núi kia. Mỗi khi cách trăm năm, bọn họ sẽ tiến vào hang núi ôm đám tiểu ải nhân ra ngoài, sau đó lại lại an táng tộc nhân giả yếu bên trong hang núi. Lăng Hàn có một suy đoán, kỳ thật những tiểu ải nhân này chính là thổ chi bổn nguyên biến thành. Thiên đạo ngọc chính là thiên địa bổn nguyên, đó là tồn tại cao cấp cỡ nào. Mà đại địa chính là tính mạng chi mẫu, uẩn dưỡng sinh ra đám thổ linh này cũng là chuyện ly kỳ sao. Chứng cớ trừ hang núi sinh đám tiểu ải nhân này, còn một chứng cớ khác chính là tia sáng tử vong của trượng binh không làm gì được chúng, bởi vì bọn chúng là một thể, đều tới từ cùng lực lượng thiên đạo ngọc. Lăng Hàn muốn đi hang núi, lúc này một đám tộc nhân phản đối, nhưng có một ít tiểu ải nhân đồng ý lăng hàn trợ giúp bọn họ cực lớn tại sao bọn họ cử tuyệt thỉnh cầu này cuối cùng những tiểu ải nhân này thương lượng một chút thỉnh tộc lão xem bói xin chỉ thị tổ tiên chi linh các loại sau đó sẽ cho lăng hàn một câu trả lời thuyết phục lăng hàn cũng không thúc giục tuy cảnh giới những tiểu ải nhân không cao nhưng nắm giữ đủ loại thủ đoạn không thể khinh thường nói không chừng trong hang núi có đại sát khí gì đó ba người bọn họ lưu lại đây chờ đợi các tiểu ải nhân thương lượng ra kết quả Lăng Hàn và nữ hoàng tiến vào hắc tháp, bọn họ cũng đã đạt tới nhị trảm đỉnh phong, chỉ cần đột phá bình chướng là có thể bước vào tam trảm, chiến lực sẽ tăng lên vô số lần. Chỉ cần bước vào tam trảm, bọn họ cũng không cần kiêng kỵ kẻ nào trong cảnh giới này. Trong tình huống bình thường, đây là chuyện không có khả năng, ít nhất cũng phải tích lũy mấy ngàn mấy vạn năm năm mới được, ngộ tính kém có thể đạt tới một tỷ, mười tỷ, trăm tỷ cũng chưa chắc có thể đột phá. Nhưng Lăng Hàn có luân hồi thụ, càng mấu chốt là, luân hồi cây dục hỏa trùng sinh cho nên hiệu quả tăng vọt, Lăng Hàn vừa thu hoạch vài quả trái cây. Luân hồi thụ rất ít kết quả, nhưng với tư cách là vạn mộc chi nguyên, quả của nó nhất định là cấp bậc tiên dược. Cho dù luân hồi thụ hiện tại bị thúc dục sinh trưởng, hiệu quả trái cây không như mong muốn nhưng cũng là tiên bảo. Lăng Hàn và nữ hoàng ăn bốn tia ơ quả, sau đó lại ngộ đạo dưới luân hồi thụ, bọn họ hy vọng có thể hoàn thành đột phá trong thời gian ngắn. Bảy ngày sau đó, Lăng Hàn và nữ hoàng xuất quan tuy bọn họ đều không đột phá bọn họ có nắm chắc rất lớn chỉ cần lại bế quan lần nữa sẽ có chín thành nắm chắc tiến vào tam trảm đáng tiếc tiên dược đã sử dụng hết cũng không thể ăn thất mệnh thiên vân đó là gốc tiên dược biến dị lăng hàn nhớ tới gốc tiên dược biến dị đầu sói thân thỏ nếu luyện hóa thì hắn và nữ hoàng sẽ tiến vào tam trảm sau khi các tiểu ải nhân thương lượng ra kết quả bọn họ đồng ý ba người lăng hàn tiến vào hang núi nhưng có một điều kiện tiên quyết phải có một khối sơn bảo làm tế phẩm trong núi có tảng đá thông linh thành tinh, được xưng là Sơn Bảo, các tiểu ải nhân nói Sơn Bảo chính là tế phẩm tốt nhất. Hơn nữa trừ thời gian trăm năm đặc biệt ra, bình thường các ải nhân không thể tiến vào trong hang núi, chỉ có dùng tế phẩm mới được, cho nên nói người ta không có làm khó dễ đám người lăng hàn. Ba người lang hàn khẳng định không thể chờ thời gian trăm năm, bởi vì hơn 9 năm hiệu quả trấn áp núi lửa biến mất, nơi này lại biến thành cuồng bạo chi địa, cũng chỉ có sinh linh sống ở nơi này mới có thể sống. Bởi vậy Lăng Hàn cùng nữ hoàng phải đi ngay, mà nhu yêu nữ cũng lựa chọn đồng hành, ở lại trong thôn trang làm gì chứ? Đầu tiên phải nói trước, cứu ngươi thì cứu ngươi, đồng hành thì đồng hành, cũng không nên suy nghĩ phân bảo vật với chúng ta. Lăng Hàn nghiêm túc nói ra, nhu yêu nữ không thừa lời với hắn, bảo vật còn chưa xuất hiện đấy, người đã lập tức phân rõ giới hạn với ta rồi. Số nam nhân, tại sao lúc trước cứu mình chứ? Nàng cực kỳ không phục, bởi vì nàng thiên kiều bách mị, có lẽ nam nhân đều phải vây quanh nàng mới đúng, do nàng nói cái gì chính là cái gì, cho dù nói yêu cầu quá mức, chỉ cần nàng cười cười, nói mềm một câu thì không ai không đồng ý. Tại sao lại gặp được gia hỏa này? Nhu yêu nữ nhìn về phía nữ hoàng, không thể không thừa nhận nam nhân có được tiên tử tuyệt sắc như thế thật sự có sức miễn dịch với nữ nhân rất lớn, ngay cả nàng cũng không ngoại lệ. Có lẽ nàng không phục, bởi vì nàng nghĩ không có nam nhân nào mà nàng không chinh phục được. Nếu không biến nam nhân này thần phục dưới váy của nàng, chỉ sợ nàng sẽ lưu lại tâm ma, đời này đừng mơ tưởng trùng kích phân hồn. Số nam nhân, vậy thì chiến đi, bổn cô nương cũng không tin không thu thập ngươi. Ba người lăng hàn lại tìm tòi trong núi, về phần ải nhân tộc, lăng hàn đã nhắc nhở bọn họ phải chú ý, có trượng binh tương trợ nhưng chưa chắc bọn họ không gặp phải phiền toái. chương 1969, tìm kiếm, ba người nghe ải nhân miêu tả một chút, sơn bảo giấu mình dưới đất, thậm chí có thể xâm nhập hơn 10 trượng. Những ải nhân này sinh hoạt thường ngày trừ săn bắn ra, Bọn họ còn chuyên đào sơn bảo nhưng thu hoạch cực nhỏ. Hơn nữa những ải nhân này quá chất phác, đào được một khối sơn bảo sẽ nhanh chóng đi hiến tế, căn bản không có khái niệm giữ lại. Thân thể to lớn, sơn bảo rất dễ phân biệt, nó tự sáng lên và có màu ngà sữa, bên trong có chất lỏng trong suốt, đã từng có ải nhân to gan lớn mật uống chất lỏng của sơn bảo nhưng hắn trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Từ nay về sau không còn ải nhân nào dám lấy sơn bảo ra đùa giỡn, cho rằng đây là thần trừng phạt. Dùng năng lực QA à, ba người Lăng Hàn có thể dễ dàng bài sơn đảo hải, nhưng ngọn núi này lại khác. Quá chắc chắn, Lăng Hàn thử đánh vào núi đá nhưng không có hiệu quả tốt, chỉ có thể giống như người bình thường, chậm rãi đảo nhưng hiệu suất quá thấp, có thể nói hoàn toàn xem vận khí. Đây là chuyện không có biện pháp, ba người vô cùng nỗ lực tìm kiếm sơn bảo, như yêu nữ càng không nói nhảm, nếu như nàng phát hệ hiện sơn bảo sẽ tuyệt đối không mang Lăng Hàn vào hang động. Lăng Hàn chỉ cười ha ha, tiểu tháp, người có thể đoán sơn bảo là vật gì hay không? Lăng Hàn hỏi, đây là đồ vật trợ giúp hắn ăn gian, làm gì không cần chứ? Tiểu tháp trầm ngâm, nói, có lẽ chính là động linh bảo ngọc, do một tia tinh hoa chi khí của thiên đạo nguyên thạch dựng dục mà thành, cho nên mới có khả năng mở động quật của thiên đạo ngọc. Người xác định trong sơn động kia có thiên đạo ngọc, chín thành chín, tiểu tháp gật đầu, thiên đạo ngọc, chỉ có thủ đoạn tiên vương mới có thể đối kháng. Ngươi phải chú ý tiểu tử và tiểu nua hoa của hai thế lực tiên vương kia, những kẻ khác không có khả năng lấy được. Người có thể tìm Sơn Bảo hay không? Lăng Hàn hỏi lại, nếu như tiếp cận thì ta có thể cảm ứng được. Tiểu tháp nói, bao nhiêu, trong vòng một trường, khoảng cách này cũng quá nhỏ, so với việc đào cả đỉnh núi một lần thì đi quanh đỉnh núi một vòng dễ dàng hơn nhiều. Lăng Hàn gật gật đầu, hắn bắt đầu đi quanh cả ngọn núi. Nếu như Sơn Bảo nằm trong lòng đất chưa đủ một trượt, như vậy tiểu tháp sẽ cảm ứng được. So sánh với đào một vòng thì việc đi dễ hơn không biết bao nhiêu lần, đáng tiếc sau khi đi một vòng lại không có chút phản ứng nào. Lăng Hàn bất đắc dĩ, đành phải làm thợ mỏ đào đất mà thôi. Nơi này đều là đá, bùn đất ít đến thương cảm, mà tảng đá lại cứng rắn thần kỳ, nhất định phải dùng quy tắc chi lực tiến hành luyện hóa, tiến cảnh chậm chạp có thể nghĩ. Khá tốt, ba người Lăng Hàn mượn trượng binh, từ đó giảm đi rất nhiều khí lực, dù như thế vẫn chậm không hợp thói thường. Đã qua năm tháng, ba vương giả trẻ tuổi đều buông cái giá đỡ của mình, chăm chỉ làm việc nặng nhọc. Tiểu tử, Đi phía bên trái, Tiểu Tháp lên tiếng, Lăng Hàn vốn sững sờ, sau đó hắn vui mừng, có phát hiện, Tiểu Tháp không kiên nhẫn, nói: "Bảo ngươi đi bên trái thì đi bên trái đi, nó nhảm nhiều như vậy làm gì? Không ngạo kiều sẽ chết sao?" Lăng Hàn vẫn đào về phía bên trái, hắn vừa đào lại vừa căn nhằn. "Quá rồi, sang bên phải một chút." Sau vài lần như thế, Tiểu Tháp cuối cùng không lên tiếng, Lăng Hàn tiếp tục đào. Hiện tại, chậm một chút sau khi tiến lên chừng nửa trượng thì tiểu tháp lên tiếng lần nữa lăng hàn bắt đầu chậm lại bởi vì trượng binh sẽ làm hư động linh bảo ngọc hắn dứt khoát không dùng trượng binh hắn vận dụng hai tay đào đá trên hai tay có quy tắc bao phủ và dùng như sẻng tuy không vô kiên bất tồi như trượng binh nhưng thắng ở khống chế tự nhiên vạn nhất trong viên đá đột nhiên xuất hiện bảo ngọc cũng không phá hư lại qua một lúc đôi mắt lăng hàn tỏa sáng hắn phát hiện một khối mỹ ngọc quả nhiên đúng như các ải nhân đã nói toàn thân tảng đá màu ngà sữa có vẻ trong suốt trong mơ hồ có thể nhìn thấy chất lỏng lưu động giống như có sinh mạng quả nhiên là động linh bảo ngọc tiểu tháp nói ra đây là bảo vật sao lăng hàn hỏi đương nhiên nó hấp thu một tia thổ chi bản nguyên mà thành cho dù thăng nguyên cảnh cũng phải động tâm lăng hàn giật mình tên tiểu ải nhân ăn tủy dịch bên trong tử vong không phải vì hắn trúng độc mà là vì dược hiệu quá mạnh mẽ trực tiếp nổ chết hắn đám ải nhân kia chỉ mới đạt tới phá hư cảnh mà thôi tuy có quan hệ không rõ với thiên đạo ngọc nhưng cũng không phải cảnh giới nào cũng dùng được. Dù sao cũng uống trực tiếp vào trong người không khác gì hành vi tự sát. Đáng tiếc, đồ chơi này dùng để mở hang động, bằng không hắn sẽ lưu lại để mình dùng. Bởi vì cái gọi là không nỡ hài tử không thể bắt sói, dùng thứ này đổi lấy thiên đạo ngọc và đạt tới ngũ chạm ý nghĩa của nó vượt qua tất cả. Lăng Hàn cẩn thận đào động linh bảo ngọc, hắn cả thấy bàn tay ấm áp. Buông sơn bảo xuống, một âm thanh lạnh lùng vang lên, tuy thập phần êm tai nhưng mang theo sát ý đáng sợ. Lúc này một người đứng sau lưng Lăng Hàn, dùng thần thức của Lăng Hàn không phát hiện nàng tới lúc nào, thực lực mạnh, thủ đoạn cao kinh người. Tử Hà Băng Vân, người thừa kế tiên vương gia tộc, khó trách có thủ đoạn như thế. Lăng Hàn chậm rãi xoay người lại, trực diện Tử Hà Băng Vân. Trong tay đối phương cầm một cây trượng, đỉnh trượng chỉ vào hắn, đó là vũ khí cạo ải nhân. Hiển nhiên nàng biết vận dụng thứ này thế nào, khóe miệng mang theo một tia cười lạnh, dường như đang diễu cợt dùng sát khí lớn như thế cưỡng bức, khẳng định Lăng Hàn sẽ đi vào khuôn khổ. Vì cái gì không ra tay, đó là bởi vì nàng lo lắng hủy Sơn Bảo, cho nên nàng phải chờ Lăng Hàn giao Sơn Bảo ra, lúc này mới thống hạ sát thủ. Lăng Hàn nhíu mày, sau đó sát khí bốn phía, ngươi giết người, hắn nói ra, ta cảm giác được máu tanh khủng khiếp, không chỉ một. Đột nhiên hắn tức giận, ngươi đồ sát thôn ải nhân, nữ nhân điên, sắc mặt tử hà băng vân đầy khinh thường, đồ sát một thôn cũng không có gì lớn, chỉ là một đám thổ dân phá hư cảnh mà thôi, hoàn toàn không có tư cách để nàng nhốt kỹ. Nàng cao mày nói, ít lại nhảy, giao sơn bảo ra đây, nam nhân này quá đáng giận, không ngờ dám để nàng lộ mông trước mặt mọi người, chẳng những hắn phải chết, những người từng nhìn thấy xuân quang của nàng cũng phải chết. Lăng Hàn nắm chặt nắm đấm, nói, dùng mạng ngươi đổi, chết, từ Hà Băng Vân cầm trường binh bắn một tia sáng vào đùi phải của Lăng Hàn. Đây là cảnh cáo, chương 1970, tiên dược lại xuất hiện. Tốc độ quá nhanh, đừng nói chảm bụi, đoán chừng phân hồn cũng không tránh được, bởi vậy đạo hào quang này bắn vào đùi của Lăng Hàn. Lăng Hàn đứng ngạo nghễ như bàn thạch, a hát, sắc mặt tử hà băng vân lộ ra thần thái kinh ngạc, cái miệng nhỏ nhắn không tự chủ há ra rất tròn, đây là việc nàng không thể hiểu nổi, không thể tin nổi và không thể tiếp nhận. Làm sao có khả năng, Lăng Hàn hừ một tiếng, thân ảnh giết qua, nữ nhân phát rồ, bắt lấy đầu của ngươi chôn cùng với thôn ải nhân. Không biết lượng sức, tử hà băng vân khinh thường, nàng tỉnh táo lại sau kinh ngạc, dù sao cũng là vương trong vương. Dám muốn nàng chôn cùng sao, nàng chính là người thừa kế tiên vương gia tộc, thiên tri nữ hoàng tương lai, nàng cao quý cỡ nào. Người có thể ngăn cản trượng binh thì thế nào, chiến lực có thể địch lại ta sao. Tử Hà Băng Vân kịch chiến với Lăng Hàn, nàng tràn ngập tin tưởng với bản thân, sở dĩ dùng trượng binh uy hiếp chỉ vì muốn bớt chút sức lực mà thôi, dù sao khí lực của Lăng Hàn quá mạnh, nàng tràn ngập cảm xúc. Ngươi là truyền nhân của tiên vương gia tộc nào? Nàng hỏi, nếu không phải tiên vương đánh lạc ấn vào trong cơ thể thì làm sao có thể thừa nhận đại đạo quy tắc do thổ chi bản nguyên hình thành. Đây là điểm đáng sợ của trượng binh, tương đương với một vị tiên vương thi pháp, không có quy tắc độ cao ngang bằng căn bản không thể đối kháng. Hư, không phải thế lực tiên vương thế thì ngươi có thể tùy ý giết sao. Lăng Hàn cũng sử dụng trượng binh, tia sáng bắn tới, từ hà băng vân không có khả năng né tránh, cũng không thể đối kháng. Nhưng tử hà băng vân lại điềm nhiên như không có việc gì, nàng vừa yên cuồng tấn công, vừa khinh thường nói. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi được tiên vương ban thưởng hạ vô thượng đạo tắc sao? Lăng hàn giật mình, khó trách đối phương đoán mình là truyền nhân thế lực tiên vương. Nếu trượng binh không có tác dụng, lăng hàn dứt khoát thu hồi nó, hai đấm mở ra, vận chuyển cửu thiên hỏa và huyền âm mẫu thủy đối kháng tử hà băng vân. Nhưng trượng binh có thể giúp một đám thổ dân phá hư cảnh miểu sát phương giả tam trảm nhưng không phải không có hạn chế, trên người đám người tử Hà Băng Vân cũng có thiên địa bổn nguyên, hơn nữa còn châu bò hơn không ít. Ngẫm lại cũng phải, thiên địa bổn nguyên mới bao nhiêu, mà tiên vương có bao nhiêu. Hoặc có thể nói tiên vương muốn người khác có lực sát thương như vậy, bản thân hắn cũng phải trả cái giá lớn, vì muốn hậu bối miểu sát chảm trần, phân hồn, tiên vương cũng phải hy sinh, thử hỏi có tiên vương nào ngu như vậy. Lăng Hàn cùng tử Hà Băng Vân đối chiến với nhau, từ chiến lực hắn lâm vào hạ phong, Hắn bằng vào hai đại bổn nguyên chi lực phát uy cho nên không thua kém quá nhiều. Tử Hà Băng Vân cười lạnh, cho dù có Tiên Vương ban vô thượng đạo tắc thì sao, có thể sử dụng vô hạn. Ngươi nhìn nàng, đến bây giờ cũng chỉ có thể sử dụng đạo tắc bảo hộ bản thân, cũng không sử dụng tiến công, làm vậy sẽ tiêu hao hết. Mà nàng cũng không phải không hận Lăng Hàn, nàng muốn dùng đạo tắc quý giá cướp lấy Thiên Đạo Ngọc. Bằng không nàng không có đạo tắc của Tiên Vương phòng thân, nàng căn bản không có khả năng cướp lấy bảo vật. Lăng Hàn đang tiêu xài đạo tắc vào lúc quy tắc chi lực tiêu hao hết, hắn dựa vào cái gì đối kháng nàng, dựa vào cái gì cướp thiên đạo ngọc. Ngu ngốc, thế lực tiên vương bồi dưỡng thì sao? Nhưng nghĩ tới tiểu tử này phi thường âm hiểm, rõ ràng là truyền nhân thế lực tiên vương nhưng lại chạy đi làm tùy tùng thế lực tam tinh, thiếu chút nữa bị lừa. Tiểu nhân hèn hạ, tử hà băng vân trách mắng, gia hỏa này là truyền nhân tiên vương, không ngờ giấu đầu lộ đuôi. Lăng Hàn không có cãi lại, có gì phải nói với người chết. Hắn đã động sát nghiệp, cũng không quản nam nhân hay nữ nhân, lớn lên xinh đẹp cũng không dùng được, không có khả năng làm hắn sinh ra một tia thương xót Sát, hai người chiến đấu đến lúc kịch liệt, mà tử Hà Băng Vân càng đánh càng khiếp sợ, theo lý mà nói, dùng tốc độ tiêu hao của Lăng Hàn hiện tại, tiên vương đạo tác đã tiêu hao hết, tại sao vẫn còn vận chuyển như vậy, giống như vĩnh viễn không có tận cùng. Đây là chuyện không có khả năng, phải biết rằng tiên vương chi lực là vô cùng nhưng dù sao bọn họ chỉ là chảm chân, có thể thừa nhận đạo tác có hạn nếu phong nhập quá nhiều quy tắc chi lực sẽ tạo thành gánh nặng cực lớn, bọn họ sẽ bảo thể mà chết. Nàng đang tiến hành đánh giá tình hình, lang hàn tiêu hao đạo tắc tuyệt đối đạt tới số lượng trong người nàng, vì cái gì đối phương vẫn còn vận chuyển. Chẳng lẽ khí lực của đối phương cường đại phong nhập đạo tắc nhiều hơn? Có khả năng sao? Đây chính là tiên vương đạo tắc, khí lực của ngươi mạnh thì có thể dùng được gì? Trước mặt tiên vương quy tắc, một phần và mười phần đều bị nghiền áp. Chiến đấu tiếp tục như thế, từ hà băng vân khiếp sợ càng lúc càng lớn, bởi vì Lăng Hàn vẫn trắng trợn tiêu xài tiên vương đạo tắc giống như siêu cấp phá gia chi tử. Nàng không lý giải, chỉ có thể tự phán đoán, càng làm cho nàng không thể tiếp nhận được là tiên vương đạo tắc của nàng tiêu hao thật lớn, đã dùng xong một nửa. Tiếp tục đánh thì nàng không có đủ khả năng thu được thiên đạo ngọc. Người chờ đó, nàng ném lại một câu, thả người liền đi, không thể lãng phí tiên vương đạo tắc ở nơi này. Lăng Hàn cũng không truy kích, hiện tại đuổi theo cũng không dùng được gì, hắn cũng không làm gì được tử hà băng vân phải đột phá tam trảm. Lăng Hàn nói thầm trong lòng, hắn vốn có suy nghĩ này, hiện tại nghĩ đến thôn ải nhân có khả năng đã bị tử hà băng vân tàn sát, trong nội tâm sinh ra sát cơ vô hạn. Hắn và nữ hoàng, nhiều yêu nữ chạy về thôn ải nhân, đã thấy nơi này thi thể ngỗn ngang, căn bản không tìm thấy người sống. Nữ nhân điên, ánh mắt lang Hàn nhìn chung quanh, ánh mắt rung động mạnh. Tuy hắn ở chung với các ải nhân thời gian không dài, hắn được các ải nhân chiêu đãi nhiệt tình, thưởng thức chất phác hiếm có, hắn không nghĩ tới có ngày quay trở về lại nhìn thấy cảnh này. Tử Hà băng vân, nếu không giết ngươi lòng ta khó yên. Lăng Hàn nhìn bầu trời, hắn nói ra một câu, xíu, yêu yêu, đúng lúc này mặt đất nứt vỡ, một con thỏ nhỏ phá đất chui ra ngoài, nó lại có đầu sói. Lúc này há cái miệng sâu không đáy chừng bảy tám trượng cắn Lăng hàn. Đây là gốc tiên dược biến dị, gia hỏa này thật sự xuất quỷ nhập thần, am hiểu tiềm hành, lại có thể giấu giếm trước thần thức của ba người Lăng hàn. Nó rất có trí tuệ, tấn công vào lúc Lăng Hàn vô cùng tức giận, tâm thần xuất hiện biến hóa lớn. chương 1971, công thành, sau đó công kích tới, tuy Lăng Hàn đã cả kinh nhưng hắn lại tươi cười, cười, hắn chỉ sợ gốc tiên dược này vĩnh viễn không xuất hiện, như vậy hắn sẽ không thu được, chỉ khi nào xuất hiện thì hắn sẽ có hy vọng. Gốc tiên dược này ăn bờ mông thất mệnh thiên vân, cho dù thế nào cũng phải tính toán sổ sách với nó. 3. Tiên dược nuốt vào, Lăng Hàn biến mất không thấy gì nữa. Con thỏ khôi phục bộ dạng như ban đầu, đầu sói chảy nước bọt, nó muốn luyện hóa lăng hàn, sau đó tinh luyện thất mệnh thiên vân. Trí tuệ của gốc tiên dược này không thấp, nó biết rõ vận dụng sở trường của mình, độn thổ phía dưới không mấy sơ hở, lại thừa dịp cảm xúc lăng hàn vô cùng kích động và tâm thần không tập trung, có thể nói đây là thời cơ tuyệt hảo khó gặp. Quả nhiên nó đã thôn vệ lăng hàn, nó tự tin phi phàm, thôn vệ chính là năng lực tiến hóa thứ hai của nó, có thể luyện hóa tất cả tiến vào trong miệng của nó đại biểu sẽ biến thành bụi bặm nó lười biếng bứng một gốc củ cải gặm cắn xỉa răng ánh mắt không thèm nhìn nữ hoàng và nhu yêu nữ nhu yêu nữ kinh hãi con thỏ này là cái quỷ gì thân thể trắng trắng mập mập thập phần đáng yêu nhưng lại có cái đầu sói dữ tợn không ngờ nó nuốt lăng hàn thân thể nhỏ bé này có thể chứa nổi lăng hàn sau khi nàng giật mình lập tức núng nịu đi về phía con thỏ sao người ra đây lăng hàn cứu nàng một mạng đây là nhân tình cực lớn nữ hoàng cũng giận tím mặt nàng cũng không lo lắng lăng hàn gặp nguy hiểm tính mạng nhưng gốc tiên dược này dám thôn phê phu quân của nàng nó cũng quá to gan lớn mật nàng lập tức hóa thành chín phần thân tấn công tiên dược con thỏ nhanh chân bỏ chạy nó còn có được lôi chi quy tắc tốc độ nhanh như bay nữ hoàng chỉ có thể trơ mắt nhìn theo mà thôi nó chỉ chạy một đoạn liền dừng lại đột nhiên trên cái đầu sói của nó xuất hiện thần thái thống khổ đột nhiên cái bụng của nó lồi ra giống như bị người ta đánh một quyền từ bên trong hơn nữa còn có hình dáng nắm đấm rất rõ ràng, đánh thân thể con thỏ bay đi một đoạn. Nữ hoàng và nhu yêu nữ đuổi theo, lúc này giơ chân đá loạn một trận. Nếu chỉ dùng chiến lực, tiên dược thật ra rất cạn bã nhưng chúng có được thần thông quỷ dị, ví dụ như độn địa, ví dụ như chạy trốn nhanh, gốc tiên dược này là lệ, phát sinh biến dị cho nên có năng lực thôn phệ. Nhưng dù như thế chiến lực không phải rất mạnh, trừ cắn người thì nó không làm được thêm cái gì khác. Bị nữ hoàng và nhu yêu nữ đánh thật đau, đột nhiên nó nổi giận, lúc này hướng cái đầu sói lớn cắn hai nàng vào lúc cái miệng của nó mở ra, một nắm đấm lớn vươn ra khỏi miệng, sau đó cánh tay cong đánh thẳng vào mặt nó. Âm, con thỏ bị đánh mạnh bay ra xa, bốp bốp bốp, không chờ nó rơi xuống, trên thân thể nó xuất hiện vô số nắm đấm, tất cả đều là đánh từ bên trong ra ngoài, thậm chí có kiếm khí chấn động tạo thành phá hư rất lớn. Nó ngàn không nên, vạn không nên thôn vệ lăng hàn, người có được hai đại bổn nguyên chi lực, còn có trí bảo tuyệt đỉnh như hắc tháp, đây là người nó có thể thôn vệ sao? Chỉ có thể tự làm tự chịu, âm, lồng ngực con thỏ bị đánh mạnh, thân ảnh bay vút ra ngoài, chính là Lăng Hàn. Hắn xuất hiện còn vươn tay đoạt củ cải trong tay con thỏ, đó mới là bản thể của nó, còn thân thỏ đầu sói là hai cánh hoa của nó hiển hóa ra mà thôi. Con thỏ liều mạng giãy dụa nhưng không thể giãy dụa nó gấp tới mức đầu sói xoay ngược ra sau muốn cắn Lăng Hàn. Hừ, Lăng Hàn vận chuyển bổn nguyên chi lực, quy tắc chi lực cấp cập hai tiên vương chân áp, gốc tiên dược này phải ngoan ngoãn. Chém nó, thất mệnh thiên vân nhảy ra, nó suýt bị gốc tiên dược này ăn tươi bờ mông, hiện tại bắt được người, nó phải nhảy ra xem để hả giận. Không 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 không, chém không đủ, cắn mông của nó, cắn chết nó cho ra ra. Gốc tiên dược nổi trận lôi đình, trong trí nhớ của nó, nó chưa bao giờ ăn thiệt thòi như thế. Thỏ thân tiên dược vô cùng hung hãn, tuy bị chân áp nhưng nó chưa từ bỏ ý đồ, liên tục há miệng và nhìn chằm chằm vào thất mệnh thiên vân, nếu không vì gốc tiên dược này nó cũng không bí quá hóa liều. Trong ý thức của nó, thôn phệ tiên dược sẽ xúc tiến nó tiến hóa. Khát vọng cường đại đã khắc ghi vào máu của chúng sinh. Lăng Hàn nói với nữ hoàng, ta muốn bế quan trùng kích tam trảm. Nữ hoàng gật đầu, nói, tốt, nàng biết rõ Lăng Hàn đã giận tạ ật sự, thề phải chém giết tử hà băng vân, nàng hoàn toàn ủng hộ việc này. Thân ảnh Lăng Hàn biến mất, hắn tiến vào hắc tháp hắn ngồi dưới luân hồi thụ luyện hóa gốc tiên dược thân thỏ đầu sói. Đây là gốc tiên dược biến hóa, không thể xem nó như tiên dược thuần túy, nó đi con đường tu luyện. Nó tu luyện khác với võ giả, mà là dựa vào thôn vệ đồng tộc của mình để phát triển. Nó không tu nguyên lực, chỉ dựa vào quy tắc, bởi vậy nó cũng không có khả năng cung cấp nguyên lực, chỉ có lĩnh ngộ quy tắc, mà đây là thứ lang hàn cần nhất hiện tại. Tiên dược thân thỏ giấy ruộng, theo ý nào đó mà nói nó là võ giả, tự nhiên không cam lòng bị luyện hóa, nó có thể nổi lòng tham với bất cứ sai khác, đáng tiếc nó lại chủ động ra tay với Lăng Hàn, kết quả tự đưa mình vào tuyệt cảnh. Tờ ấy nó có hung tính như vậy, Lăng Hàn cũng không chút nương tay, không giống Thất Mệnh Thiên Vân, hắn thả rằng không ăn cũng nuôi dưỡng trong hắc tháp, mỗi cách ngàn năm mới thu một chút tiên dịch. Đây là cách làm của ớt nhiều thế lực, bởi vì bồi dưỡng tiên dược ngay từ đầu quá khó khăn và lâu, thu một chút nước thuốc còn không hiệu quả bằng thu cả cây nhưng thắng ở lâu dài. Có thể thấy các thế lực đều làm như vậy sau khi lăng hàn luyện hóa tiên dược thân thỏ cũng lộ nguyên hình đó là một gốc nhân sâm trên người phủ kín các loại phù văn huyền diệu ai nhìn thấy cũng sinh lòng kiêng kỵ đây là biến dị hoặc có thể nói là yêu hóa tiên dược lăng hàn không có ăn hắn trực tiếp rút tinh hoa trong đó từng đạo quy tắc tuôn ra cộng minh với hắn hắn hiện tại tu hành hai chủng quy tắc thủy và hỏa nếu như gốc tiên dược có hai loại này như vậy khẳng định lăng hàn sẽ luyện hóa nhanh hơn nữa bởi vì hắn có bổn nguyên chi lực nhưng hiện tại không lý tưởng tiên dược tương thông với thiên địa, cho dù quy tắc không giống nhau cũng không có gì, vẫn có thể giúp hắn mở thiên đạo chi môn, từ đó hắn có thể câu thông đại đạo. chương 1972, đột phá tam trảm. Đây là diệu dụng của tiên dược, quanh người có quy tắc hóa hình thành ký hiệu kỳ diệu, kết thành một cái kén bao phủ lăng hàn vào bên trong, lúc này không thể nhìn thấy hắn đâu nữa. Theo thời gian qua đi cái kén cố hóa và biến thành quả trứng ánh sáng, có đại đạo chi quang dao động xuất hiện. Ba ngày sau, trên quả trứng xuất hiện từng khe nứt rậm rạp, vết dạn càng lúc càng nhiều, sau đó quả trứng nghiền nát, thân ảnh lang hàn xuất hiện Nhưng trạng thái của hắn vào lúc này, nói như thế nào đây, chẳng những quần áo toàn thân biến mất, tóc, lông mi các loại không còn, toàn thân đều là dịch Quần áo, tóc của hắn vì đống kháng thôn phê quy tắc của tiên dược cho nên bị luyện hóa, khí lực của hắn quá mạnh, cho dù như thế cũng khó đối phó thôn phệ quy tắc Dưới tiên vương, quy tắc ngoài ngũ hành quá cường đại Lăng Hàn tiện tay dùng nước rửa sạch chất dịch trên người, hắn lấy quần áo ra mặc vào người, nhưng tóc lông mi không thể mọc dài trong thời gian ngắn. Bởi vì không phải tổn thương bình thường, mà là quy tắc phá hư. Hắn có lòng tin tam trảm, chém giết Tử Hà Băng Vân, nó trở thành tâm ma và cũng là chấp niệm của Lăng Hàn. Hắn ra khỏi hắc tháp, buông áp chế tu vi, lúc này trên bầu trời có lôi vân cuồn cuộn. Đây là bí cảnh cấp tiên vương, tuy không thể che đậy thiên cơ nhưng có thể thấy được độ cao của thiên đạo còn vượt qua tiên vương có tồn tại nào siêu thoát thiên địa đại đạo, không trong ngũ hành, chính thức được cao cao tại thượng có thể bao quát tất cả. Đột nhiên Lăng Hàn nghĩ thầm trong lòng, dừng suy nghĩ này lại, quá nguy hiểm, đột nhiên tiểu tháp cảnh cáo, ân, Lăng Hàn chỉ hừ một tiếng, cũng không có hỏi, thiên đạo vô tình, nó sẽ xóa bỏ tất cả tồn tại vượt qua khống chế của nó. Tuy thiên đạo cũng chỉ có thể vận hành dựa vào chuẩn tắc nhất định, không thể dáng thiên phạt xóa bỏ người có ý định siêu thoát nó, nhưng sẽ làm cho người cực kỳ bất hạnh, từ đó về sau chẳng những vô duyên với bảo vật, còn có thể bị vận rủi tiêu diệt. tiểu tháp giải thích, nó thản nhiên nói, cái khác không nói, nó chỉ cần cho ngươi gặp một tiên vương, còn để cho tiên vương biết rõ ngươi có được hai đạo thiên địa bổn nguyên, tin tưởng đại bộ phận tiên vương sẽ ra tay với ngươi. ngươi chạy thoát không, lang hàn im lặng, hắn không sợ thiên kiếp, không có khả năng vượt qua cảnh giới của hắn quá xa. nếu như hiện tại hắn gặp một tiên vương, cho dù là hắc tháp cũng không thể bảo vệ hắn. cái gọi là trong tối tâm có thiên ý ít nhất hắn hiện tại còn chưa đủ tư cách khiêu chiến thiên đạo vẫn thành thật độ kiếp đi cho dù muốn đấu với trời cũng phải có thực lực cường đại như thế nào cũng phải là tiên vương mới cơ tư cách bàn tới việc đấu với thiên đạo Loàng xoảng thiên kiếp thành hình một tia chớp bổ xuống dương động quy tắc chỉ uy muốn chấn giết con sâu cái kiến có can đảm khiêu chiến lực lượng thiên địa lang hàn thản nhiên ứng đối sau khi tiến vào tiên vực thật ra hắn đối kháng thiên kiếp ôn nhu rất nhiều dựa theo uy lực tuyệt đối tam trảm thiên kiếp tuyệt đối mạnh hơn sáng thế cảnh kiếp vô số lần mấu chốt chính là thực lực lăng hàn nước lên tuyền lên như vậy hắn đối kháng càng dễ dàng bởi vì tại tiên vực không chỉ có một thiên tài yêu nghiệt như hắn thiên đạo còn chưa tới mức nhớ thương hắn đương nhiên thiên kiếp như vậy có thể làm vương giả kiêng kỵ có thể thành tựu vương trong trong vương cũng là nhờ thế thậm chí lăng hàn còn chủ động để thân thể nứt vỡ nhờ vào thiên kiếp chi lực rèn luyện chảm ánh mắt lăng hàn tỏa sáng hóa thành hai trụ trời bắn thẳng vào bầu trời dường như bí cảnh cũng không thể ngăn cản, hắn lấy tao làm đao chém vào bầu trời. Chảm thiên địa một đao, ông, rõ ràng hắn chém không trúng cái gì cả nhưng trong thiên địa bộc phát tiếng nổ thật lớn chấn niếc tai. Đây là đại đạo tri âm, sau đó uy lực lôi đình và thiên kiếp tăng vọt, một đao của lăng hàn chém vào thiên địa, từ đó làm bản thân liên hệ với thiên địa càng ngày càng yếu ớt, tự nhiên làm thiên địa bất mãn. Đao thứ ba, đao thứ tư càng kích thích thiên địa cắn trả mạnh hơn. Đỡ không nổi, như vậy thân tử đạo tiêu. Lăng Hàn thầm gật đầu, khó trách hoàng giả ít như vậy, có đôi khi cho dù người có thiên phú yêu nghiệt, có thể lĩnh ngộ đạt tiêu chuẩn nhưng có thể đối kháng thiên địa cắn trả hay sao. Đao thứ tư, một đao khó chảm hơn một đao, mà cắn trả một lần mạnh hơn một lần, lần thứ nhất Lăng Hàn có thể bỏ qua, lần thứ hai có cảm giác, lần thứ ba làm hắn coi trọng. Đây lần thứ tư, hơn nữa, hắn còn ngũ chảm đáng sợ cỡ nào, hắn dựa vào cơ sở thôi diễn, cảm thấy hắn rất khó vượt qua ngũ chảm thiên địa cắn trả, cho dù hắn tu bất diệt thiên kinh cũng không có trợ giúp quá lớn, dục hỏa trùng sinh, đó cũng là chuyện sau khi sống lại và bị miểu sát tiếp. Năm chảm, đây không phải chặt đầu xa, trời không tuyệt đường người, tiểu tháp mở miệng, trong tiên vương đại giáo, tiên vương sẽ chuẩn bị tiên thiên đào phù cho những đệ tử nghịch thiên, có thể che đậy thiên cơ, hàng chảm thiên phạt chịu uy. Nội tâm lăng hàn hơi động, sau khi dùng thiên thiên đào phù, ngũ chảm trở thành tứ chảm. Vậy hắn có nắm chắc, hơn nữa dựa theo tốc độ bình thường, Hắn có một phần ức khả năng thành công nhưng nữ hoàng tuyệt đối không được, cho dù có cử tử thiên công hình thành tuyệt thế thiên thai cũng khó có thể thừa nhận ngũ trảm thiên địa cắn trả. Tiên thiên đào phù sao? Đó là vật gì? Lăng Hàn hỏi, một trong những mấu thủ của tiên vực là tồn tại đặt song song với luân hồi thụ. Tiểu Tháp nói ra, nhưng lá cây tiên thiên đào thụ không thể giúp ngộ đạo, chỉ có thể che kín thiên cơ mà thôi. Tác dụng này đủ trâu bò rồi, có thể lừa gạt cả thiên địa. Nơi nào có, có lẽ Côn Bằng cung có. Côn bằng cung sao, Lăng Hàn vừa chống đỡ thiên kiếp, hắn vừa thần du vật ngoại, hắn đến phó ra tìm hiểu vị trí côn bằng cung, hiện tại đã biết rõ côn bằng cung đang ở phía tây tiên vực, mà ngũ trảm nhất định phải có tiên thiên phủ đào, xem ra phải mau chóng tìm được nó. Sau khi dảo bước tiến vào phân hồn, tiên thiên đào phủ cũng mất đi tác dụng. Tốt, ra bí cảnh sẽ đi tây tiên vực, Lăng Hàn hét lớn một tiếng, hắn vung nắm đấm với trời cao, thiên đạo cho má hành hạ người ta thành người khô. Nửa ngày sau, cho dù thiên địa muốn tiêu diệt lăng hàn cỡ nào cũng chỉ có thể kết thúc thiên kiếp. chương 1973, đế giả, thượng, tam trảm, lăng hàn cảm ứng một lúc, khóe miệng còn lộ ra nụ cười vui vẻ, hắn hiện tại đã mạnh hơn tước rất nhiều, ít nhất gặp lại từ Hà Băng Vân, hắn có nắm chắc trong một ngàn chiêu liền giết nàng. Bởi vì hắn còn có hai đạo thiên địa bổn nguyên, hoàng giả thì như thế nào? Phu quân, thiên kiếp qua đi, nữ hoàng lao tới gần, trên mặt còn có thần sắc kiêu ngạo, kiêu ngạo vì lăng hàn. Nhu yêu nữ đang đứng ở xa xa, nàng khiếp sợ há to mồm không khép lại được, nàng biết rõ trước kia Lăng Hàn chỉ có thực lực nhị trảm trung kỳ, mặc dù mọi người tiến vào thăng long điện đều gia tăng thực lực, có lẽ hai nhị trảm đỉnh phong đến tam trảm lại cần thời gian tích lũy dài tới mức làm người ta tức lộn ruột. Nàng là người từng trải, cho dù trong giáo vận dụng bí bảo giúp nàng gia tốc thời gian cả ngàn lần, tiết kiệm thời gian 30 vạn năm nhưng nàng vẫn dùng thời gian 100 vạn năm vượt qua. Người ở trong bí cảnh lại không thể vận dụng bảo cụ thời gian, ở như vậy hơn nửa năm, hơn nửa đại bộ phận thời gian đều đang đào đá, cho dù luyện hóa một gốc tiên dược cũng không khoa trương như thế. Gia hỏa này là quái vật, quái vật, quái vật, lang hàn mỉm cười với nữ hoàng sau đó mới lên tiếng. Chúng ta đi hang động, trong tay hắn có sơn bảo, tử hà băng vân cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như thế tìm được sơn bảo khác. Chuyện đối phương có khả năng làm nhất chính là mai phục gần hang động, đợi hắn mở cửa lại ra tay tiến vào bên trong. Nếu như tử hà băng vân thật có ý định này, như vậy hang động chính là nơi chém đầu nàng. Lăng Hàn rất ít thống hận một người nào, bình thường hắn chỉ đuổi đi mà thôi, nhưng đối với tử hà băng vân, không giết nàng thì nội tâm của hắn khó chịu. Ba người cùng bước đi lên sườn núi, không bao lâu đã nhìn thấy hang động, nó rất bình thường, mấy khối đá ngăn cản cửa vào giống như chỉ cần rời nó là có thể đi vào bên trong. Đương nhiên không có khả năng mở nó ra, Lăng Hàn đã thử qua nhưng hòn đá này còn nặng hơn cả tinh vũ, căn bản không có khả năng dung chuyển. Hắn lấy sơn bảo ra, dựa theo tiểu ải nhân nói, đặt nó lên khối đá sau đó yên lặng chờ đợi, có đôi khi là cả buổi, có đôi khi là ba ngày thì hang động sẽ mở ra. Người có thể cút, đúng lúc này có một thân ảnh xuất hiện, Lạc Trường Phong, kỳ thật Lạc Trường Phong cũng rất phiền muộn, hắn vốn tưởng rằng lần này nhất định có thể đỗ trạng nguyên, có thể cạnh tranh với hắn cũng chỉ có tử hà băng vân mà thôi. Sau khi bước ra khỏi thang long điện thì hắn phát hiện bản thân rớt lại phía sau. Hắn từ cửa ra vào đi tới đây và phát hiện Lăng Hàn, hơn nữa còn mang theo một đống người. Vốn cho rằng chia nhau hành động, hắn có thể là người đầu tiên tìm được Thiên Đạo Ngọc nhưng sự thật chứng minh, hắn căn bản không có chút dính vào, nếu không đụng phải Từ Hà Băng Vân, hắn còn không biết Thiên Đạo Ngọc cực kỳ có khả năng giấu trong hang động này mà biện pháp mở nó ra là dựa vào sơn bảo. Hiện tại cũng chỉ có Lăng Hàn tìm được sơn bảo. Không sao, không sao, hắn tự nói với mình, tuy từng bước rất lại phía sau nhưng chỉ cần cuối cùng vượt lên trước, đoạt được Thiên Đạo Ngọc thì có gì phải lo hắn không phải không hoài nghi động cơ tử Hà Băng Vân cố ý nói cho hắn biết tình báo quý giá như vậy, có lẽ đây chỉ là lời nói dối, nhưng sau khi tử Hà Băng Vân rút ra một tia trí nhớ cho hắn quan sát, đó là tư liệu hắn đạt được từ chỗ ải nhân. Bởi vậy Lạc Trường Phong vẫn còn có chút do dự nhưng mỗi ngày đều dùng thần thức dò xét cửa động. Không nghĩ tới chỉ chờ vài ngày, Lăng Hàn thực sự mang theo Sơn Bảo tới. Ha ha, thiên đạo ngọc thuộc về hắn, chống lại Lăng Hàn, hắn tự nhiên có cảm giác yêu việt, trước kia lăng hàn ngoan ngoãn nhường đường cho hắn, đại biểu đối phương sợ hãi thân phận thánh tử tiên vương đại giáo của hắn, hơn nữa hắn là thiên tài hoàng cấp. Còn chưa cút, hắn ngạo nghễ nói ra, lăng hàn nhìn hắn một chút, gia hỏa này thật sự cho rằng hắn rất trâu bỏ sao. Lăng hàn cười ha ha và nói, đến đây, làm mẫu cho ta xem phải lăn thế nào, lăn tốt ra sẽ có phần thưởng. Lạc trường phong đã sửng sờ, sau đó hắn kịp phản ứng. Dựa vào, người còn dám trêu chọc ta, lớn gan chó lạc trường phong cười lạnh cũng không tức giận không đáng tức giận làm gì hắn là tồn tại cao quý cỡ nào hắn không đáng lắm lời với kẻ vô danh như thế làm như vậy quá để mắt tới lăng hàn nhìn không vừa mắt trực tiếp giết là được may mắn gia hỏa nào đó không có ở đây bằng không thì ngươi phải cẩn thận bờ mông của mình lăng hàn cười nó có ý gì ahhh ah, 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 ngươi sẽ ngấp nghé bờ mông của ta biến thái lạc trường phong sinh ra sát khí hừng ngực gia hỏa này dám chọc giận mình thực sự muốn chết Hắn hừ một tiếng, nói, nếu ngươi đã tự mình muốn chết như vậy, ta cũng thành toàn cho. Xíu, yêu yêu, hắn còn chưa nói hết câu, chỉ thấy lăng hàn đã giết qua, hắn đánh một trưởng vào đối thủ, trưởng nhắm vào đầu lạc trường phong. Lạc trường phong tức giận quá sức, ngươi chơi cái gì, còn dám động thủ trước ta. Đi chết, hai ngón tay của hắn điểm về phía lăng hàn, đầu ngón tay đầu có hư ảnh một ngôi sao, ngôi sao bộc phát khí thế kinh người. ầm um, hai người đối kháng một chiêu thân thể đều rung động lui ra phía sau vài bước. Không ngờ bất phân thắng bại, sắc mặt Lạc Trường Phong biến hóa vô cùng đặc sắc, hắn đã từng nhìn thấy Lăng Hàn có khí lực vô cùng cường đại nhưng cũng chỉ như thế mà thôi, luận chiến lực Lang Hàn kém hơn hắn quá nhiều, đặc biệt hắn đã đạt tới Tam Trảm đỉnh phong, cho nên hắn mới có lòng tin có thể trấn áp tất cả. Nhưng Lang Hàn có thể đối kháng với mình, hắn không thể tin nổi, đáng sợ hơn là khí tức chấn động của đối phương lại là Tam Trảm sơ kỳ tam trảm sơ kỳ đã có thể đối kháng với mình. Phải biết rằng hắn chính là vương trong vương, đừng nói cùng dai vô địch, vượt qua một cảnh giới cũng có thể trấn áp. Cho tới bây giờ chỉ có hắn nghịch cảnh giới chiến thắng người khác, hiện tại hắn bị phản nghịch, việc này tạo thành đả kích lòng tin của hắn thật lớn. Bên cạnh, nhu yêu nữ cũng khiếp sợ ra đầu run lên vài lần. Trong chiến đấu cùng dai, thậm chí lạc trường phong đều chiếm thế thượng phong trong cùng cảnh giới, nhưng bây giờ lại có kết quả ngang tài ngang sức. Như vậy nếu cảnh giới hai người là như nhau, chẳng phải nói Lăng Hàn còn cao hơn Lạc Trường Phong một bậc. chương 1974, đế giả, hạ, gia hỏa này quá mức yêu nghiệt, không ngờ còn vượt qua cả thánh tử của tiên vương đại giáo. Không sợ không nhìn được hàng, chỉ sợ hàng so hàng, hai đại hoàng giả đều có tâm bá chủ thiên hạ, hiện tại nhìn thấy có kẻ xuất sắc hơn mình nhưng lại đặt chung một chỗ và so sánh với nhau, từ đó sẽ phân ra cao thấp. Đế giả, giọng nói của Lạc Trường Phong vô cùng rung động, càng tràn ngập ghen ghét vương giả có thể cùng giai vô địch, vương trong vương sẽ xuất hiện hoàng giả, có thể vượt qua một tiểu cảnh giới vô địch, đế giả. Vượt qua hai tiểu cảnh giới vô địch, trên thực tế số lượng vương giả vô cùng thưa thớt, chỉ có thế lực tam tinh mới có thể nuôi dưỡng ra được, một giáo chỉ có bốn năm người, tối đa sẽ không vượt qua 10 người, mà hoàng giả cần tìm trong thế lực tiên vương lớn. Thế lực tứ tinh ngẫu nhiên sẽ có xuất hiện thiên tài như vậy nhưng có được một đã xem như vận khí vô cùng. Còn đế giả, ha ha, đó là thiên tài chỉ có trong thế lực tiên vương đỉnh cấp mới có. Ví dụ như, tiên vương cửu trọng, mặc dù lôi vân điện có một vị tiên vương tỏa chấn, nhưng vị này chỉ là tiên vương nhị trọng, khoảng cách cửu trọng còn kém quá xa. Tiên vương cửu trọng, có thể nói là nhân vật một bước lên trời. Nhưng bây giờ ở trước mặt hắn xuất hiện một đế giả trẻ tuổi. Rốt cuộc ngươi là ai? Lạc trường phong trầm giọng hỏi, dù sao cũng là hoàng giả, mặc dù cả kinh cũng không hoảng hốt. Lăng Hàn mỉm cười, nói, Lăng Hàn, chỉ là thảo giới mà thôi, không cần để ở trong lòng. Có thể không đặt trong lòng sao? Lạc trường phong lạnh lùng nhìn chằm chằm vào lăng hàn, thực sự là yêu nghiệt, bằng thiên phú của mình tu hành đế giả. Không đúng, như thế nào là đế giả? Đó chính là tồn tại ngũ trảm, bản thân lăng hàn chỉ là tam trảm, chỉ có thể xưng là hoàng giả. Vương giả cũng có phân chia cao thấp, vì cái gì hoàng giả không có. Nếu chỉ là cọng rơm cái rác, mời ngươi đi chết đi. Hai tay lạc trường phong chấn động, hai tay của hắn sinh ra kim quang, sau đó hóa thành một ký hiệu dán chặt vào tay của hắn, hình thành một bộ giáp tay. Hắn đứng ngạo nghễ tại chỗ, trên người hắn sinh ra khí phách mặc kệ hắn là ai. Tử Hà Băng Vân có tiên vương ban cho vô thượng đạo tắc, mà hắn có giáp tay, đây là vì tiên vương của lôi vân điện từng dừng qua, bảo tồn một đám khí thức của hắn, mặc dù chỉ là một tia nhưng có thể quét ngang tất cả chảm trần. Đồ vật liên quan đến đến tiên vương luôn vô cùng châu bò, lạc trường phong ngoắc ngoắc ngón tay khinh miệt hiện rõ trên mặt ngươi không phải cọng rơm cái rác sao vậy thì ngươi chính là cọng rơm cái rác lăng hàn cười ha hả hắn nhìn giáp tay của lạc trường phong đồ chơi này bị tiên ma kiếm luyện hóa thoải mái trước mặt tiên vương tất cả chỉ là con sâu cái kiến lạc trường phong dùng ngữ khí ngạo nghễ của kẻ bề trên nói ra nói nhảm nhiều quá ăn một quyền của ta lăng hàn giết tới trên hai đấm có hai chủng bổn nguyên chi lực đủ đối kháng khí thức tiên vương không biết lượng sức, Lạc Trường Phong cười lạnh, hai đấm đánh tới, phù văn trên giáp tay sáng lên, đại đạo chi lực bàng bạc nghiền áp khí tức chảm trần. Lăng Hàn gặp mạnh càng mạnh, hắn có hai đạo bổn nguyên chi lực chế ngự cảnh giới, còn không thể bộc phát toàn bộ uy lực, lúc này gặp khí tức tiên vương khiêu khích cho nên gia tăng uy năng không nhỏ. Đùng, hai người va chạm một lần, thân thể bọn họ đều lui ra sau, cũng là ngang tài ngang sức. Lần này Lạc Trường Phong biến sắc thật sự, thậm chí ra đầu cũng bắt đầu run lên hắn đã dùng tới thủ đoạn tiên vương nhưng hắn không thể áp chế lăng hàn hí tiểu tử này là truyền nhân tiên vương hoặc đạt được cơ duyên vô thượng mới có thể địch nổi thủ đoạn của tiên vương ánh mắt của hắn sáng lên nếu như là thứ hai như vậy hắn đoạt được sẽ có hy vọng trở thành tiên vương lôi vân điện có bao nhiêu thánh tử thánh nữ rất nhiều rất nhiều một đời lại một đời lão thánh tử và lão thánh nữ giảo bước tiến vào thăm nguyên cảnh sẽ không đảm nhiệm chức vụ thánh tử thánh nữ mà trở thành trưởng lão có lẽ trong kỷ nguyên của hắn, lôi vân điện sẽ không có tiên vương thứ hai. Vì cái gì, tiên vương rất khó khăn thành tựu, cho nên cũng rất khó trở được bồi dưỡng trở thành người nối nghiệp của thế lực tiên vương. Nhưng tiên vương lại chân chính thọ nguyên vô cương, cho nên cũng không sợ tiên vương có một ngày mất đi và cả thế lực sụp đổ. Lạc trường phong tự tin có thể đạt tới thăng nguyên cảnh, nhưng hắn có thể trở thành tiên vương. Đó là chuyện không có khả năng, cho nên hắn mới cần thiên đạo ngọc chém ra đệ ngũ trảm. Ngũ trảm mà thành, Chuyện hắn trở thành Tiên Vương biến thành việc ván đã đóng thuyền, hơn nữa tuyệt không dừng ở nhất trọng. Nhưng trừ Thiên Đạo Ngọc ra, thế gian còn có một ít bảo vật trợ giúp đột phá tiên vương, nói ví dụ như Thiên Địa Bổn Nguyên, hắn nhìn kỹ hai tay của Lăng Hàn, nội tâm không xác định, nói: "Ngươi đạt được Thiên Địa Bổn Nguyên?" Lăng Hàn cũng kinh ngạc, đối phương có thể nhận ra Cửu Thiên Hỏa và Huyền Âm Mẫu Thủy. Nhìn thấy vẻ mặt Lăng Hàn như vậy, nội tâm Lạc Trường Phong càng khẳng định, hắn cũng giật mình lúc Lăng Hàn nhìn thấy vẻ mặt giật mình của đối phương thì hiểu ra đối phương chỉ suy đoán mà thôi. Hắn thật không có ý giấu giếm, mở tay phải ra, oanh, một đạo hỏa diễm bay lên, sau đó nó hình thành ký hiệu đại đạo. Đây là cửu thiên hỏa, sau đó tay trái của Lăng Hàn cũng mở ra, lúc này hàn khí bốc lên. Đây là huyền âm mẫu thủy, ta, the CLMM, lạc trường phong đời này chưa từng nói ra lời thô tục nào, nhưng bây giờ hắn có xúc động muốn nói tục thiên địa bổn nguyên, đây là tồn tại thưa thất và chân quý tới cỡ nào. Ngay cả đại đa số tiên vương đều khó có khả năng có được, hiện tại tiểu võ giả tam trảm lại có được hai đạo thiên địa bổn nguyên. Còn có thiên lý sao? Khóe miệng lạc trường phong lộ ra nụ cười vui vẻ, hắn cười ha ha thật lớn. Lăng hàn a hát lăng hàn, người đúng là phúc tinh của ta. Lăng hàn cũng cười, nói. Có phải ngươi muốn nói ta từ xa vạn dặm tới đây là đưa hai đạo thiên địa bổn nguyên cho ngươi đúng không? Chẳng lẽ không đúng sao? Lạc Trường Phong ngạo nghễ nói ra, hiện tại hắn khẳng định Lăng Hàn Tuyệt không phải truyền nhân của thế lực tiên vương, bởi vì không có tiên vương nào cho môn hạ đệ tử hai loại lực lượng thiên địa bổn nguyên. Đã như thế, Lăng Hàn dựa vào cái gì đối địch với thủ đoạn tiên vương? Cho rằng có được hai đạo thiên địa bổn nguyên là có thể hoành hành không sợ sao? chương 1975, Hoàng giả liên thủ. Lăng Hàn lắc đầu, nói, ngươi nghĩ thật đẹp, a hát, nếu có thêm ta thì sao? Giọng nói của tử Hà Băng Vân vang lên, thân ảnh của nàng xuất hiện một cách phiêu hốt, trong tay phải cầm một thanh trường kiếm như thu thủy. Lạc Trường Phong khẽ cao mày, hắn lập tức vận dụng thủ đoạn. Hiện tại hắn đoán được nguyên nhân tại sao Tử Hà Băng Vân nói cho hắn biết việc Sơn Bảo, kỳ thật nàng đang nhắm tới Lăng Hàn mà thôi, lợi dụng hắn đối phó Lăng Hàn. Nhưng nói thật, tuy miệng hắn nói vô cùng tự tin nhưng tràn ngập kiêng kỵ Lăng Hàn. Nếu như liên thủ với Tử Hà Băng Vân, hợp lực hai thủ đoạn tiên vương là có thể ổn định không có gì phải băn khoăn. Ánh mắt Lăng Hàn đảo qua, Lập tức sát khí bộc phát và nhìn lên người Tử Hà Băng Vân. "Ta muốn Cửu Thiên Hỏa." Lạc Trường Phong nói ra. "Có thể." Tử Hà Băng Vân gật đầu, hai người đạt thành ước định đồng minh. Một muốn Cửu Thiên Hỏa, một muốn Huyền Âm Mẫu Thủy, bọn họ cũng biết, có đối phương tồn tại không có khả năng độc chiếm hai đạo thiên địa bổn nguyên, chỉ có thể chia sẻ. Nhưng cho dù có được một đạo thiên địa bổn nguyên cũng đã hưởng thụ vô cùng, đại bộ phận tiên vương cũng không có đấy. Được thiên địa bổn nguyên, tất thành tiên vương, trừ khi bị giết lăng hàn cười lạnh hai người các ngươi đừng mơ mộng hảo huyền sát lạc trường phong và tử hà băng vân đồng thời tấn công lăng hàn một trái một phải mặc dù bọn họ chưa từng liên thủ qua nhưng bản thân đều là hoàng giả cho nên chỉ một ánh mắt cũng có thể hiểu ý của đối phương phối hợp không chê vào đâu được lăng hàn phải đồng thời đối mặt với hai hoàng giả nữ hoàng không hành động tuy nàng là hoàng giả nhưng lại kém một tiểu cảnh giới cũng không thể đến giúp lăng hàn cái gì còn không bằng thành thành thật thật đứng bên cạnh quan sát miễn làm lăng hàn thêm phiền nhu yêu nữ lại dục dịch, nàng có thể miễn cưỡng đối kháng một hoàng giả tam trảm đỉnh phong, hai người tử hà băng vân đều có thủ đoạn tiên vương, chống lại bí pháp như thế, nàng chỉ có thể nuốt hận. Bởi vậy thấy nữ hoàng không nhúc nhích, nàng cũng an ổn đứng nhìn. Lăng Hàn độc chiến hai đại truyền nhân thế lực tiên vương nhưng không sợ, cửu thiên hỏa cùng huyền âm mẫu thủy bao phủ hai tay của hắn, hắn dáng từng quyền vào đối phương, hoàn toàn không giảng đạo lý, hắn chỉ muốn dùng biện pháp của mình đối phó đối phương. Ai bảo đây là bổn nguyên chi lực của hắn, căn bản không sợ kiệt quệ chứ. Bản thân tử Hà Băng Vân và Lạc Trường Phong lại không được, một có tiên vương đạo tắc, một có bảo cụ, sẽ có thời điểm tiêu hao hết, kẻ nào dám liều đối cứng với hắn chứ. Cường giả gặp nhau, dũng giả thắng, lăng hàn hiển thị rõ khi phách, tử Hà Băng Vân và Lạc Trường Phong chỉ có thể tránh né mũi nhọn, bọn họ muốn chờ lăng hàn kiệt sức lại phản kích, từ đó tiêu diệt lăng hàn. Nhưng ý đồ này có thể thực hiện được sao? Tiếp tục như vậy không được, tử Hà Băng Vân truyền âm nói với Lạc Trường Phong. Lạc Trường Phong cũng chấp nhận, vào lúc này hắn không dám có chút xem thường lăng hàn, nhưng hắn lại càng ngấp ngé cử thiên hỏa và huyền âm mẫu thủy. Tuy thủ đoạn của tiên vương cường đại nhưng dù sao nó không thuộc về mình, cuối cùng sẽ có thời điểm hao hết, nếu như có thể luyện hóa thiên địa bổn nguyên, như vậy đây là việc hoàn toàn khác. Người trước mặt chính là chứng cứ rõ ràng, dựa vào hai đại thiên địa bổn nguyên chẳng những có thể dùng đối địch với thủ đoạn tiên vương càng bởi vì không lo kiệt lực cho nên có thể trắng trợn tiêu xài, căn bản không lo lắng sau đó không có thủ đoạn sử dụng. Đột nhiên nội tâm hắn hơi động, lên tiếng, nơi này chính là tiềm long bí cảnh, tử Hà Băng Vân cũng là người thông minh, lập tức tỉnh ngộ. Chỉ cần mất đi huyết long giáp, thiên địa hỏa nguyên có thể gạt bỏ tiên phủ cảnh. Ví dụ như bọn họ, cho dù có thủ đoạn tiên vương cũng phải lấy huyết long giáp mới dám đi vào, thủ đoạn tiên vương chủ yếu nhắm vào thiên đạo ngọc, cũng không phải nhắm vào hỏa nguyên. Đương nhiên, thiên vương cũng không phải là không có thủ đoạn trợ giúp bọn họ chống cự lực lượng thiên địa hỏa nguyên, một kiện huyết long giáp là có thể giải quyết việc này, tại sao phải vẽ vời cho thêm việc chứ? Hai đại hoàng giả lập tức tìm được đối sách, lúc này cùng tấn công về phía Lăng Hàn, không ngừng hạ sát thủ trên quần áo của hắn. Này, sắc mặt Lăng Hàn đầy cổ quái, các người phải biết rằng hắn căn bản không có mặc huyết long giáp, nói ra chỉ sợ các ngươi không chịu nổi. Bang, 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 hai người tử hà băng vân hoàn toàn không cân nhắc chuyện khác, bọn họ tự cho là mình tìm ra bệ ẩn pháp tốt nhất đối phó Lăng Hàn, không tiếc bất cứ giá nào tiến hành phá hư, không muốn cho Lăng Hàn chỗ trốn. Lăng Hàn rất im lặng, hai đại cường giả xé quần áo của hắn, biến hắn thành trần chuông. Mấu chốt việc này không có ý nghĩa, hết lần này tới lần khác hai người tử Hà Băng Vân làm ra bộ dạng thắng lợi khi lột sạch hắn ra, chuyện này làm Lăng Hàn cảm thấy dở khóc dở cười. Vấn đề ở chỗ, Lăng Hàn tuyệt đối không muốn trần chuông. Đừng nói nơi này có lão bà và nhu yêu nữ, cho dù không có thì hắn cũng không có hứng thú để người khác nhìn mình trần chuồng muốn cởi vậy các ngươi cũng cởi đi lăng hàn giận dữ hắn xông tới không phải là lột y phục sao hắn cũng làm hắn cũng triển khai thủ đoạn ra tay với quần áo của tử hà băng vân và lạc trường phong hắn muốn xem ai trần chuồng trước ba hoàng giả kịch chiến với nhau trang diện này tuy vô cùng đồ sộ nhưng lại làm nhu yêu nữ nghẹn họng nhìn chân chối sắc mặt đầy cổ quái các ngươi thực sự là hoàng giả không có ai như các ngươi hiện tại ra tay với quần áo của đối phương giống như đám nữ nhân đánh nhau ở đầu đường xé a hát kéo a -Hát, không cần chú ý cái gì tại sao lại như vậy đại chiến hình thức xé quần áo ngay cả lăng hàn cũng không cách nào may mắn thoát khỏi khí lực của hắn rất mạnh không sợ hai đại hoàng giả oanh kích nhưng quần áo lại không được trong tình huống hai đại hoàng giả không tiếc bản thân bị thương cũng xé quần áo của hắn hắn có thể làm gì nhưng quần áo lăng hàn bị xé thành từng mảnh Tử Hà Băng Vân và Lạc Trường Phong không tốt hơn hắn nơi nào, quần áo trên người cũng rách tung tóe, quả thật là tên ăn mày. Việc này làm hai người Tử Hà Băng Vân sợ hãi, bởi vì bọn họ biết rõ mình không cách nào đối kháng thiên địa hỏa nguyên, một khi huyết long giáp bị đánh nát, bọn họ chết chắc rồi. Chương 1976, đại chiến hoàn toàn mới. Chỉ có điều làm bọn họ an tâm hơn, bởi vì Lăng Hàn phản công điên cuồng như thế, nói rõ đối phương bị hù sợ. Vậy thì xem ai không nhịn được trước, ta sẽ hai đại hoàng giả cắn răng điên cuồng xé nát. Ngươi xé, ta không xé sao, lăng hàn giận dữ, hắn cũng không muốn để lộ thân thể trước mặt người khác. Oanh, cửu thiên hỏa được dịch hỏa thuật điều khiển hóa thành mũi kiếm không ngừng chém vào hai đại hoàng giả, cho dù thực lực hai người tử hà băng vân cực kỳ cường đại cũng không thể ngăn cản toàn bộ. Đây là tiên vương pháp chân chính, lại phối hợp thiên địa bổn nguyên, muốn không châu bò cũng không được. Xuất tuyệt chiêu, tử hà băng vân cắn răng lên tiếng, lại tiếp tục như vậy, thậm chí bọn họ sẽ chống trơn trước lăng hàn. Lạc trường phong khẽ cắn môi, hắn vỗ vào ngực một cái, lúc này miệng hắn phun máu tươi, hắn rỗi một ngón tay, máu tươi liên tục bồng bềnh như cá bơi trong nước. Máu tươi tỏa sáng một lúc liền bốc hơi, bị khải giáp trên cánh tay hấp thu, sau đó hào quang màu vàng trên khải giáp tỏa sáng, từng đạo hào quang mang theo ký hiệu vô cùng phức tạp bộc phát. Lạc trường phong cảm thấy toàn thân suy nếu vài phần, bởi vì giới hạn tu vi, giáp tay chỉ có thể phát huy thực lực chảm chân, hiện tại hắn không tiếc tiêu hao một ngụm máu tươi gia tăng uy lực của giáp tay thêm một cấp bậc. Bên kia, sắc mặt tử hà băng vân vô cùng nghiêm túc và trang trọng, toàn thân có phù văn sáng lên, chờ ức ngực có bóng mở của thanh kiếm. Đây chính là kỳ ảo tiên thai của nàng, nàng không tiếc trả giá lớn thôi động nó, tóc mai hai bên tai của nàng bạc trắng, hao tổn bổn nguyên chi lực rất lớn nhưng cũng có thể sử dụng tiên thai thần kiếm. Như thế nào là tiên thai? Đó là một ít thủ đoạn của tiên vương, có thể bởi vì cảnh giới không đạt, Muốn kích phát ra cũng cần trả cái giá thật lớn. Nhưng bây giờ không phải ngươi cởi sạch hay ta cởi sạch, lúc này hai đại hoàng giả không có chút do dự nào. Vẫn là ngươi cởi sạch, đi." Hai người Tử Hà Băng Vân lập tức vận dụng thủ đoạn mạnh nhất của mình tấn công Lăng Hàn. Ầm, um, công kích đánh tới che giấu hào quang hoa lệ trên người Lăng Hàn, qua một giây sau liền ảm đạm. Đây có thể nói là chiến đấu hoàn toàn mới từ trước tới nay, ba đại hoàng giả dốc sức cởi sạch quần áo trên người đối thủ, nói ra sẽ có người không tin tưởng càng có khả năng cười rụng răng. Lăng Hàn xuất hiện thân thể trắng bóng, còn có máu đen. Khá tốt, bởi vì có những máu tươi này cho nên Lăng Hàn mới không bị nhìn sạch. Dù sao đây chính là tiên vương bảo cụ và thiên thai thần kiếm, lúc này bị khí lực của Lăng Hàn đánh tổn thương. Tử Hà Băng Vân, Lạc Trường Phong ngây người, đương nhiên không phải khiếp sợ bộ vị đồ sộ của Lăng Hàn, mà là vì gia hỏa này không bị thương, sau đó sẽ không có sau đó. Nơi này chính là tử địa A-Hát, người không mặc huyết long giáp sao hai người đều cố gắng tìm kiếm nhưng cho dù thế nào cũng không phát hiện huyết long giáp tồn tại. Nó có thể mặc trong quần áo nhưng tuyệt đối không thể làm được hiệu quả không nhìn thấy. Ngươi, ngươi tuyệt đối không phải người. Nhu yêu nữ rất muốn che mặt, tuy nhìn thấy mông lăng hàn nhưng với cường giả như nàng thần thức hoàn toàn có thay thế con mắt, thần thức quét qua, tự nhiên có thể thấy rành mạch. Tuy nàng là thánh nữ dùng mỹ công tăng trưởng nhưng chưa bao giờ phát sinh tiếp xúc thân mật với nam nhân, huống chi còn nhìn thấy thân thể nam nhân khác. Lăng Hàn lấy một bộ y phục ra, cũng không có thời gian mặc vào, hắn trực tiếp cuốn hông của mình, chỉ cần tạm thời có thể che chắn là được. Hắn nhìn chằm chằm vào hai người tử hà băng vân, hai gia hỏa đáng chết này, hắn sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Sát, Lăng Hàn triển khai tấn công hai người tử hà băng vân. Lúc này tử hà băng vân và lạc trường phong thực sự gánh không được, bọn họ đã sử dụng đại chiêu, hiện tại là thời điểm yếu nhất, làm gì có khả năng ngăn cản Lăng Hàn phản kích điên cuồng. Lại nói Lăng Hàn cũng nhắm vào quần áo của hai người, thứ này tuyệt đối khó bảo hộ hơn thân thể. Chỉ thấy tấm vải bay múa, hai người tử Hà Băng Vân nhanh chóng theo gót Lăng Hàn, lúc này biến thành sáng bóng. Lạc Trường Phong còn tốt một chút, dù sao cũng là nam nhân, tử Hà Băng Vân lại mắc cỡ chết đi được, trong ba người nhưng lại có hai đại nam nhân, quần áo của nàng đều bị rách nát, xuân quang tiết ra ngoài. Nàng không lo lắng nhiều như thế, chỉ cầu cao chạy xa bay. Nàng mặc huyết long giáp vào người, bởi vì nàng quá đẹp cho nên lúc mặc huyết long giáp vào ảnh hưởng mỹ quan, cũng mặc kệ mặc ngoại giáp hay mặc nội giáp, bộ dạng hiện tại áo giáp che kín người, hiệu quả hộ thân đã biến mất. Nàng cảm ứng rõ ràng, có sát khí bao phủ quanh người, nhưng bởi vì huyết long giáp còn có chút hiệu quả, nàng tạm thời còn có thể đối kháng nhưng cũng có hạn. Rút lui, tử hà băng vân không hề do dự, lập tức xoay người rời đi. Nếu tính mạng không còn, muốn thiên đạo ngọc làm gì? Báo thù cũng phải giữ được mạng đã nàng chỉ quan tâm tới mình không quan tâm lạc trường phong chết sống rút lui dứt khoát không do dự giống như hai người chưa từng liên thủ đối địch nãy giờ hừ lăng hàn không có khả năng để nàng được như nguyện cho dù lần này không giết lạc trường phong hắn cũng muốn chính tay chém giết tử hà băng vân chưa diệt trừ yêu nữ lòng dạ độc ác này trong lòng của hắn vĩnh viễn khó có thể bình an lạc trường phong đang đấu tranh tư tưởng có đi hay không phải đi bây giờ là thời cơ tốt nhất cho dù tử hà băng vân đã nỏ mạnh hết đà vì tính mạng sẽ bộc phát chiến ý cực mạnh, cho dù như thế nào cũng có thể chống được một thời gian ngắn, đủ giúp hắn chạy thoát. Một khi hắn rời đi, khẳng định thiên đạo Ngọc sẽ rơi vào tay Lăng Hàn. Nhưng trong nháy mắt hắn liền làm ra quyết định xoay người rời đi, bởi vì vừa rồi hắn và tử Hà Băng Vân ở trạng thái toàn thịnh còn không thể diệt Lăng Hàn, dựa vào cái gì hiện tại có thể. Chủ yếu nhất là, Lăng Hàn quả thực chính là quái vật, hắn hoàn toàn không bị bí cảnh ảnh hưởng. Xoát, một đạo kiếm quang chém tới ngăn cản hắn là nữ hoàng, tuy Nhu yêu nữ nguyện ý đứng ra vì Lăng Hàn nhưng đó là vì đạo nghĩa và báo ân, nếu bảo nàng giúp chặn giết thánh tử của Tiên Vương đại giáo. Nàng không dám, một khi Lạc Trường Phong hoặc tử Hà Băng Vân chết ở chỗ này, không hung thủ còn khá tốt, nợ máu trả bằng máu, nhưng vạn nhất chết không có đối chứng, lửa giận của thế lực Tiên Vương có khả năng sẽ gạt bỏ toàn bộ những những người tham gia vào bí cảnh. Chương 1977 chém, lại nói nếu vì nàng ra tay làm Lạc Trường Phong chết, như vậy nàng xong rồi người phân rõ phải trái với thế lực tiên vương, người có nói nhưng ai nghe, bởi vậy nàng chỉ đứng yên một bên, ánh mắt lạc trường phong nhìn sang nữ hoàng, nói, đi với ta, ta có thể cố gắng giúp ngươi trở thành thánh nữ của bổn giáp. Xoát, nữ hoàng đánh ra một đạo kiếm khí trả lời hắn. Lạc trường phong không suy nghĩ nhiều, hắn đánh một trường về phía nữ hoàng, thân ảnh của hắn lướt đi thật xa. Nữ hoàng hừ một tiếng, nàng động thân bước ra, sau đó lại gọi trăm đầu hỏa diễm chiến thú, dùng địa lý đặc thù nơi này tăng cường bản thân đối kháng hoàng giả tam trảm đỉnh phong việc này quá sức nhưng tạm thời ngăn cản lạc trường phong lại không thành vấn đề dù sao đối phương đang lâm vào thời kỳ suy yếu ngay cả như vậy tăng thêm tiên vương bảo cụ một quyền của lạc trường phong có thể đánh giết một con chiến thú lộ ra xu thế vô địch may mắn nơi này là hoàn cảnh đặc thù phá hủy một con cứ ngưng tụ ra là được hỏa nguyên dồi dào hơn nữa dịch hỏa thuật trợ giúp nữ hoàng có được lực lượng liên miên bất tận sách lược của nữ hoàng vô cùng vô cùng, hoàn toàn ngăn cản lạc trường phong, chờ lăng hàn rãnh tay tự nhiên có thể tiêu diệt đối phương. Nhu yêu nữ kích động nhưng nội tâm lại sinh ra hàn ý, sâu trong tâm thần lại hưng phấn khó nói nên lời. Giết thánh tử thừa kế của thế lực tiên vương, đây là hành động to gan lớn mật cỡ nào. Cho dù nghĩ thế nào cũng có cảm giác thành tựu, lăng hàn nhìn chằm chằm vào tử hà băng vân, hắn vận dụng tiên ma kiếm, lại vận dụng 10 đầu chiến thú, sau khi bước vào tam trảm, thực lực của chiến thú gia tăng rất mạnh, mỗi một đầu đều có thực lực không kém gì tử hà băng vân, huống chi là 10 đầu. Còn có lăng hàn, còn có hai đại thiên địa bổn nguyên, còn có tiên ma kiếm, những thứ này thêm vào một chỗ, tử hà băng vân có thể ngăn cản sao? Nếu ngươi giết ta, ngươi sẽ bị cường giả tử hà ra đuổi giết. Đắc tội thế lực tiên vương, mặc ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển cũng không may mắn thoát khỏi. Tử hà băng vân nói lời uy hiếp, trong dưới tình huống như vậy cũng không có cầu xin tha thứ. Lăng Hàn không quan tâm tới, hắn đã sớm thể nhất định phải chém giết nữ nhân độc ác này tử hà băng vân dốc sức liều mạng đổi thành người khác có lẽ nàng sẽ có cơ hội sống sót nhưng khí lực lăng hàn cường đại cỡ nào cho dù nàng dốc sức liều mạng cũng không sợ cho dù tấn công hung ác cỡ nào cũng chỉ làm hắn bị thương nhẹ mà thôi ánh mắt nàng bộc phát hung quang đáng sợ nếu như nhất định phải chết thì nàng muốn kéo lăng hàn đệm lưng thân thể tử hà băng vân run rẩy đột nhiên nàng biến thành trong suốt bởi vì huyết long giáp trên người nàng đã hư hao một nửa bởi vậy có thể xuyên thấu qua làn da nhìn thấy nội tạng trong người nàng, sau đó cả thân thể cũng trong suốt, giống như biến mất tại chỗ. Lăng Hàn một kiếm lột bỏ, nàng không tránh không né, ngược lại ra tốc tấn công Lăng Hàn, hai tay mở ra. Phốc, tiên ma kiếm đâm vào cơ thể, từ hà băng vân lại hung thần ác sát, hai tay hợp lại nhìn chằm chằm vào Lăng Hàn. Người ngoài nhìn chàng diện này vô cùng hương diễm, một nam một nữ không còn y phục, hơn nữa dùng phương thức thân mật ôm lấy nhau, mặc cho ai nhìn cũng suy nghĩ miên man bất định nhưng trên thực tế giữa hai người không có chút lãng mạn nafio cả chỉ có sát cơ vô tận thân thể mềm mại của tử hà băng vân xuất hiện một ký hiệu đây là đại chiêu chân chính của nàng cũng là đại chiêu cuối cùng dùng tự bạo tiên thai làm đại giá ngọc thạch câu phần với đối phương nàng vẫn tập trung lấy hắn lăng hàn không thể tiến vào trong hắc tháp chỉ có thể ngạnh kháng một kích này hư không phong bảo tử hà băng vân nói ra bốn chữ sau đó là tiếng nổ ầm thật lớn thân thể của nàng nổ tung hóa thành pháp tác triều tịch đáng sợ lăng hàn cảm thấy thân thể như đang bị xé rách khí lực của hắn quá cường đại sau khi tiến vào tam trảm thì thân thể hắn đạt tới độ cao gần chuẩn tiên kim hắn hử lạnh một tiếng vận chuyển bất diệt thiên kinh chủ động vận chuyển giúp gia tăng lực phòng ngự của hắn lên một mức cực kỳ đáng sợ hắn có thể thừa nhận một kích của cường giả âm hồn tử hà băng vân lại dốc sức liều mạng cũng chỉ là tam trảm đỉnh phong mặc ngươi là hoàng giả thì sao cho dù là phân hồn cũng chưa chắc đánh vỡ huống chi có chiến lực có thể địch nổi âm hồn oanh Hư Không Phong bạo quét qua nơi này, Lăng Hàn thản nhiên thừa nhận. Thân thể Tử Hà Băng Vân đã bị quy tắc hóa, sau khi thăng hoa một kích, nàng cũng hóa đạo biến thành một bộ phận của thiên địa. Vẻ mặt của nàng vẫn mang theo thần thái không dám tin, một kích như thế cũng không thể làm gì Lăng Hàn. Nàng đã dốc sức liều mạng rồi, người tốt xấu gì cũng nên thụ thương một chút được không? Đáng tiếc nàng bất lực, thân thể mềm mại nhìn nát như đồ sứ, thần hồn cũng nát bấy bay theo gió. Lăng Hàn không vui không buồn, giết người cho tới bây giờ cũng không phải là chuyện gì đáng vui sướng nhưng không giết tử hà băng vân thì thực xin lỗi tất cả người thôn ải nhân đã bị giết hắn nhìn sang lạc trường phong sát gới đã mở hắn cũng không quan tâm nên giết thêm người khác lạc trường phong bị lăng hàn nhìn chằm chằm vào hắn cảm thấy lông tơ trên người dựng đứng hắn thét dài sau đó liều lính phá vỡ vòng vây tuyệt đối không thể bị lăng hàn quấn lấy nếu không hắn cũng theo dót tử hà băng vân với tư cách thánh tử của tiên vương đại giáo tương lai hắn sẽ thành cường giả thăng nguyên cảnh thậm chí còn có hy vọng trở thành tiên vương hắn không muốn chết ở nơi này lúc này liều mạng nữ hoàng cũng không thể ngăn cản hắn cho nên lạc trường phong phá vòng vây thoát ra ngoài nhưng phải trả cái giá là bị chiến thú đánh trọng hương hiện tại hắn không quan tâm tới những việc này lang hàn triển khai điện thiểm đuổi giết lạc trường phong trên mặt lạc trường phong mang theo thần thái xấu hổ trong mắt hắn lang hàn vốn chính là cặn bã hiện tại hắn bị cặn bã đuổi giết hắn có cảm giác vô cùng mất mặt chỉ cần ra khỏi bí cảnh, nội tâm hắn đã có quyết định, trên người Lăng Hàn có hai đạo thiên địa bổn nguyên, thậm chí có khả năng đạt được thiên đạo ngọc, hắn nhất định sẽ không để đối phương nghênh ngang rời đi, nhất định phải mời cường giả trấn áp Lăng Hàn, tận đoạt cơ duyên. Lúc này toàn thân của hắn có lôi quang bộc phát, trời sinh lôi thể bộc phát huy năng, tốc độ của hắn nhanh tới mức đáng sợ. Chương 1978, sống quỷ, Lăng Hàn triển khai điện thiểm, hắn cũng dùng tốc độ nhanh kinh người đuổi theo. Hai người nhanh như tia chớp âm thanh đùng đùng vang lên không dứt bên tai. Lưu đầy, Lăng Hàn duỗi tay phải ra chỉ về phía Lạc Trường Phong đang bỏ chạy. Lạc Trường Phong có cảm giác gợn tóc gáy, vội vàng cắn răng bộc phát lôi quang còn mạnh hơn lúc trước một chút, tốc độ lại bộc phát lần nữa, tốc độ hiện tại không thể tưởng tượng nổi, hoàn toàn nhanh hơn công kích của Lăng Hàn. Lưu đầy đã thất bại, Lăng Hàn lộ vẻ mặt kinh ngạc, trời sinh lôi thể đúng là khó lường, Lạc Trường Phong có thể tránh thoát Lưu đầy. Trước đó chỉ có gốc tiên dược biến dị làm được, bởi vì đồ chơi này hấp thu lôi chi quy tắc phát triển. Ta cũng thử xem, Lăng Hàn vừa truy kích, hắn vừa không ngừng hấp thu lôi chi quy tắc. Trước đó hắn chỉ lợi dụng tiên dược và thiên địa đan vào và cộng minh, từ đó tiến vào ngộ đạo nhanh hơn, từ đó đẩy cánh cửa tam chảm ra, hắn cũng chưa kịp tiêu hóa vào trong hai chủng quy tắc của mình. Nước tới chân mới nhảy vẫn còn kịp, bởi vì những quy tắc này đã bị Lăng Hàn luyện hóa, ba ngày dưới luân hồi thụ chính là ngộ đạo 300 năm, đủ để luyện hóa những quy tắc này chỉ cần luyện hóa là luyện hóa, vẫn chưa vận dụng qua, cũng không biết nên vận dụng như thế nào. Hắn thể ngộ, lúc này âm thanh xì xì xì, lôi đình chi quang tỏa sáng. Kỳ thật Lăng Hàn cũng cực kỳ có lý giải về lôi chi quy tắc, bởi vì thời điểm ở tiểu thế giới hắn thường xuyên tự sụp đổ thần thể sau đó lại dùng thiên lôi rèn luyện, cũng thuận tiện quan sát thiên uy, biến hóa thành lực lượng của mình. Về sau đạt được cửu thiên hỏa, lại tiến thêm một bước thu huyền âm mẫu thủy, trong cơ thể có hai đạo thiên địa bổn nguyên, Tương đương với thời thời khắc khắc có hai tiên vương truyền thụ đại đạo không hề giữ lại, hắn càng có thiên hướng về hai phương diện này. Nhưng cũng không đại biểu hắn lĩnh ngộ Lôi chi quy tắc có thua kém, trái lại hắn thông qua Lôi chi quy tắc khai phát ra rất nhiều thần thông, uống nhiều lôi kiếp dịch như vậy là phí công sao? Bởi vậy sau khi Lôi chi quy tắc trong tiên dược tuôn ra qua thức hải, hắn thông qua phân tích liền hình thành lý giải của mình thật nhanh. Phải biết rằng gốc tiên dược biến dị này am hiểu chạy trốn, tốc độ của nó nhanh hơn chó mực chó mực còn có thể thông qua không gian di động mới có thể chặn đứng nó. Lôi đình cực tốc chân chính, đôi mắt Lăng Hàn tỏa sáng, sau đó hắn biến thành hào quang màu trắng, sau đó như hóa thành lôi đình, thân thể của hắn sinh ra lôi quang, thân thể không ngừng gia tăng tốc độ. 3333, thân thể của hắn rung động, điện quang lưu lại trong không khí sinh ra tiếng xì xì. Hắn có được điện thiểm tiên thuật, sau đó lạc trường phong phát hiện tốc độ của Lăng Hàn đang tăng lên, còn không ngừng tới gần bản thân mình hắn khiếp sợ như muốn phun cả đầu lưỡi ra ngoài phải biết rằng hắn đây là thần thông do trời sinh lôi thể dựng dục ra hắn cũng không thể bảo trì cực tốt quá lâu không có biện pháp tu vi có hạn chỉ có thể phát huy ra bao nhiêu uy lực như thế mà thôi nhưng làm được việc này cũng đủ trâu bò rồi hắn tự tin trong trảm trần cảnh không có ai sánh bằng hắn nhưng lang hàn thì sao đây không phải là so sánh mà là siêu việt chẳng lẽ ra hỏa này chứ có được vị, hỏa hai đạo thiên địa bổn nguyên gia hắn còn có được lôi thuộc tính thiên địa bổn nguyên. Ngươi, ngươi có thể bớt biến thái một chút được không? Ra đầu hắn run rẩy, lang hàn tiến tới càng ngày càng gần, chỉ kém chút nữa là tiến vào phạm vi công kích. Lạc trường phong hừ một tiếng, nói, lang hàn, ngươi giết tử hà băng vân, tất nhiên sẽ bị thế lực tiên vương đuổi giết, lại muốn đắc tội lôi vân điện, ngươi không có một chút khả năng sống đâu. Lang hàn cười ha ha, nói hay lắm, giống như ta không đuổi giết ngươi thì lôi vân điện sẽ bỏ qua cho ta vậy ta không có thâm thù đại hận gì với ngươi cả. Lạc trường phong trấn an, lăng hàn cười suy, nói, ngươi cho rằng ta là đồ ngốc sao. Ngươi cũng đã biết rõ ta có được hai đạo thiên địa bổn nguyên, ta cũng sẽ có được thiên đạo ngọc, dùng tính cách tham lam của ngươi sẽ bỏ qua cho ta sao. Chỉ suy đoán một chút là biết rõ, nếu ta rời khỏi bí cảnh, ngươi tất nhiên sẽ dẫn theo cao thủ lôi vân điện đối phó ta. Nội tâm lạc trường phong rung động, hắn thật sự có suy nghĩ này. Làm sao có thể, ta dùng danh dự thề nghĩ là một việc, hắn tuyệt sẽ không thừa nhận. Lăng Hàn lắc đầu, Lạc Trường Phong, người còn không bằng cả một nữ nhân. Tuy tử Hà Băng Vân đáng chết một vạn lần, ít ra nàng còn có cốt khí, đối mặt sinh tử cũng chỉ đại chiến mà thôi, dáng vẻ của ngươi đúng là hèn mọn, sống quỳ. Lạc Trường Phong giận tím mặt, hắn là thánh tử của Lôi Vân Điện, cho tới bây giờ chưa từng có kẻ nào dám nói hắn sống quỳ. Lăng Hàn, người đang tự tìm đường chết, hắn lớn tiếng kêu to đừng tưởng rằng ngươi có cửu thiên hỏa và huyền âm mẫu thủy là có thể xem thường người trong thiên hạ ngươi chẳng qua chỉ là tam trảm tùy tiện phái một phân hồn cảnh cũng có thể chấn áp ngươi nếu đổi giết phân hồn cảnh trực tiếp tiếp xúc thiên địa bổn nguyên vậy khẳng định sẽ chết chắc nhưng đối với tam trảm mà nói cường giả phân hồn có thể dùng một trường đập chết làm sao có thể cho lăng hàn cận thân cơ hội lăng hàn cười ha ha nói lạc trường phong ngươi cho rằng hai đại thiên địa bổn nguyên là át chủ bài của ta sao át chủ bài của hắn là hắc tháp Ít nhất phân hồn cái gì cường giả trí tiên phủ cũng khó phát hệ mánh khoe, ết. Lạc trường phong ngây ngốc, đột nhiên trong nội sinh ra hàn ý đáng sợ. Hai đạo thiên địa bổn nguyên cũng không phải át chủ bài của lăng hàn, như vậy đó là cái gì? Trên đời này có đồ vật cường đại hơn thiên địa bổn nguyên hay sao? Lạc trường phong có thể nghĩ tới cũng chỉ có tiên vương, chẳng lẽ lăng hàn vì thân mang theo một tiên vương? Đây chẳng phải nói đùa sao, cho dù thế nào lăng hàn cũng không giống đồ ngốc biết rất rõ ràng giết hắn và tử hà băng vân không có kết cục tốt nhưng đối phương vẫn ra tay không cố kỵ đuổi giết không kiêng nể gì cả ngươi rốt cuộc ngươi là ai lúc này lạc trường phong sợ thật sự rồi chỉ cảm thấy lôi vân điện cũng không cho hắn cảm giác an toàn ngươi đoán đi lang hàn cười nói trong nháy mắt nội tâm lạc trường phong xuất hiện vô số ý niệm chương 1979, lại bạo sạch tiên vương cửu trọng một bước lên trời đây cũng không phải nói cho có dù là tiên vương đại giáo nhưng tiên vương nhất trọng sáng lập có thể so sánh với tiên vương nhị trọng sao tranh lệch rất xa lôi vân điện là tiên vương là nhất trọng sáng tạo ra cũng chỉ là tiên vương trong kế cuối dù thế tiên vương vẫn là tiên vương có thể chấn áp vạn cổ thiên thu chỉ cần không tử chiến với tiên vương khác thì có thể tồn tại vĩnh hằng chẳng lẽ lang hàn là truyền nhân của tiên vương nhị trọng tiên vương tam trọng thậm chí tiên vương cửu trọng nếu không thì hắn làm sao có đế khí hơn nữa tiên vương sẽ bỏ thiên địa bổn nguyên giao cho đệ tử sao chỉ có tiên vương cửu trọng bởi vì đã đạt tới tuyệt đỉnh thiên địa bổn nguyên cũng không có chút ý nghĩa nào hắn khẽ cắn môi nói ta nguyện ý bái ngươi làm chủ thời điểm nói ra những lời này tâm thần hắn đau đớn như trời sập đường đường thánh tử lôi vân điện lại chủ động cầu sống làm tay sai kẻ khác có thể nói ra những lời này đừng nói mặt mũi lạc trường phong nóng rát cho dù là lăng hàn cũng kinh ngạc dựa vào gia hỏa này là thánh tử sao? quá vô sỉ. người có việc nên làm, có việc không nên làm. không có người nào nguyện ý chết. lang hàn hiểu, hắn không sợ chết, nhưng nếu vì bảo hộ người yêu, thân nhân thì hắn không do dự đứng ra. nếu như là vì tôn nghiêm, hắn có chết cũng không sống quỳ. đây gọi là cốt khí. đường đường thánh tử, hơn nữa còn là thánh tử của tiên vương đại giáo lại có thể sống quỳ tới mức này. cực kỳ vô sỉ. người làm ta cảm thấy buồn nôn. lang hàn nói xong, hắn đánh ra một bởi vì hắn đã vào phạm vi công kích. Lưu đầy, gương mặt lạc trường phong nóng rát nhưng nội tâm không cho là đúng, hắn chính là hoàng giả, trăm triệu năm khó có một tiên thai, hắn làm sao chịu chết trong tiểu bí cảnh này chứ? Hắn có tương lai vô hạn, hành trình của hắn chỉ mới bắt đầu mà thôi. Trước mắt tối sầm, hắn đã tiến vào dị không gian. Lạc trường phong không rõ bên trong có gì, tự nhiên quá sợ hãi, vội vàng bộc phát toàn lực điên cuồng tấn công. Dị không gian có thể duy trì trong thời gian một giây, hắn oanh tạc như thế liền nghiền nát, lạc trường phong giết ra, sau đó hắn nhìn thấy thiết quyền giáng xuống mặt mình. Lúc này lăng hàn đã đuổi tới, lạc trường phong hoảng hốt, vội vàng dối quyền ngăn cản, một quyền đánh qua, thân ảnh của hắn bị đánh lùi lại, lúc trước vì kích phát giáp tay đã làm chiến lực của hắn giảm xuống đáy cốc, hắn không có biện pháp đối kháng lăng hàn. Lăng hàn đắc thế không buông tha người, hắn lại đánh ra một quyền cuồng bạo. Âm, um, lạc trường phong bị đánh lùi lần nữa, hắn suýt bay ra xa. Lăng Hàn vận dụng điện thiểm đuổi theo, điện thiểm hiện tại chính là phiên bản nâng cấp, lập tức đuổi theo Lạc Trường Phong, sau đó là quyền giáng xuống như mưa. Ầm 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 ầm, thiết quyền bạo kích, Lạc Trường Phong bị đánh như tử, tứ chi bị đánh nát, toàn thân run rẩy dữ dội, hắn không ngừng thổ huyết liên tục. Lồng ngực của hắn bị Lăng Hàn đánh lõm xuống, sau đó bị đánh xuyên thủng ra phía sau, máu tươi bắn tung tóe, có thể nhìn thấy xương trắng và nội tạng trong người hắn. Lăng Hàn thở ơ, hắn lại đánh một quyền có ngưng tụ cử thiên hỏa, dưới một kích này, Lạc Trường Phong hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đến giờ phút này Lạc Trường Phong đã tuyệt vọng, hết hy vọng, hắn biết rõ Lăng Hàn không có khả năng buông tha chính mình, đôi mắt hắn hung tan, hắn quát lớn. Vậy thì cùng chết, đôi mắt hắn đỏ như máu, lực lượng bộc phát đốt thân thể hắn thành cho tàn, toàn thân hắn hóa thành màu trắng như tuyết, mất đi thân thể nhưng lại hóa thành lôi điện. Trời sinh lôi thể, tiên thai, kỳ thật chính là một đoạn tiên vương quy tắc biến thành, hiện tại hắn dùng tính mạng làm đại giá kíp nổ một đoạn tiên vương quy tắc nó đủ sức diệt sát tất cả trảm trần cảnh lạc trường phong cười lạnh hắn muốn kéo lăng hàn làm đệm lưng rất ngu rất ngây thơ lăng hàn lắc đầu không thấy tử hà băng vân cũng tự bảo tiên thai nhưng không làm gì được hắn sao ngươi có thể so sánh với tử hà băng vân sao cho dù có thể thì ngươi mạnh bao nhiêu oanh lôi quang nổ tung hình thành lôi bạo trong khu vực này tia chất sáng người diệt sạch tất cả sinh linh bên trong sóng sung kích này đừng nói tứ chảm, cho dù là vương giả chảm Trần Đình Phong cũng bị miểu sát, dù không bị miểu sát, ít nhất cũng bị thương nặng. Một tiên thai thêm hoàng giả tự bạo, nó có thể đơn giản sao? Nhưng lúc lôi quang đang tàn sát bừa bãi, lăng hàn đứng ngạo nghễ bên trong, làm hắn im lặng là, quần áo của hắn lại hóa thành cho tàn. Thân thể lạc trường phong đã hóa thành cho tàn, tàn hồn vẫn chưa tiêu tán hoàn toàn, thời điểm hóa quy thiên địa đại đạo thì hắn không cam lòng nhìn chằm chằm vào lăng hàn, một kích như vậy lại không thể làm gì được lăng hàn, cũng không làm hắn bị thương. Rốt cuộc ngươi là quái vật gì, hắn cũng không kịp nói câu sau cùng, thần hồn tiêu tán, triệt để quay về thiên địa. Ánh mắt lăng hàn đảo qua, ở nơi rất xa đang có ba người lạnh dung, lúc ánh mắt hắn nhìn sang, ba người kia lập tức quay người bỏ chạy, hồn phi phách tán, chạy trốn thật nhanh. Lâm Phương, Đằng Sâm, Vi Niên, ba người bỏ chạy lúc trước. Lăng Hàn không truy kích, khoảng cách thật sự quá xa, mà ba người kia cũng là vương giả, không phải dễ dàng đuổi theo như vậy phu quân, nữ hoàng từ xa chạy tới tiến vào trong ngực hắn, nhu yêu nữ đứng ở đàng xa, chỉ cảm thấy gương mặt nóng bừng. Nàng cũng im lặng, trong vòng một ngày nhìn Lăng Hàn trần chuồng hai lần, hắn cố ý câu dẫn ta sao. Lăng Hàn cũng rất im lặng, ai biết tử hà băng vân và lạc trường phong lại xé quần áo của hắn, về sau lại ôm hắn tự bạo, người ta cho rằng hắn muốn như vậy sao. Ngươi nhìn thấy dáng người hoàn mỹ của ta chính là ngươi chiếm tiện nghi rồi. Lăng Hàn bị nữ hoàng ôm, hắn không có thời gian mặc quần áo, đành phải tiến vào trong hắc tháp, dù sao nhu yêu nữ nghĩ đến đây nhất định là thần khí không gian bình thường. Nữ hoàng hiến hôn, nữ nhân yêu mến nam nhân uy vũ khi phách, nàng động tình như lửa. Nàng mới mặc kệ trường hợp nào, địa điểm nơi đâu, ưa thích thì cứ biểu hiện ra ngoài. Thiên hạ đều là con sâu cái kiến, nàng cần để ý cái nhìn của người khác sao. Bị nữ hoàng quấn lên người, bộ dạng kiều diễm ướt át, hỏi ai có thể chống cự mị lực. Đương nhiên lăng hàn không ngoại lệ, hơn nữa hắn cũng không cần chống cự, đây là lão bà của hắn, hắn có thể quang minh tránh đại ân ái với nữ nhân của mình.